Xin cảm ơn bài giảng của bác sĩ Lê Minh Ngọc ạ. Tiếp theo chương trình tôi xin mời tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Lan, trưởng khoa xét nghiệm của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ trình bày với các anh chị bài quy định lấy mẫu, bảo quản mẫu, đóng gói, vận chuyển mẫu SARS-CoV-2. Xin mời bác sĩ Lan ạ. Để bài hướng dẫn thu thập, bảo quản và vận chuyển mẫu bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2. Mục tiêu của cái bài giảng của tôi mong muốn được truyền tải tới tất cả các anh chị ngồi ở đây, đó là chúng ta sẽ có 3 mục tiêu. Thứ nhất, đó là liệt kê được các loại mẫu bệnh phẩm cho xét nghiệm SARS-CoV-2. Thứ hai là chúng ta liệt kê được các cái dụng cụ cần thiết và các cái lưu ý của các cái dụng cụ xét nghiệm này. Thứ ba đó là giải thích được các yêu cầu về bảo quản và vận chuyển mẫu bệnh phẩm. Thì đó là ba cái mục tiêu của cái phần bài giảng của tôi ạ. Thì trước khi mà đi vào cái nội dung chi tiết về cái hướng dẫn lấy mẫu bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm, thì tôi cũng xin tóm tắt lại một chút những cái xét nghiệm dùng trong chẩn đoán. Cái phần này thì vừa nãy thạc sĩ Ngọc cũng đã trình bày cho chúng ta rồi, nhưng tôi cũng xin nhấn lại một số những cái nét về cái khía cạnh ở bên xét nghiệm để cho chúng ta có được những cái ghi nhớ một cách sâu sắc hơn. Trong bài trình bày của thạc sĩ Ngọc thì cũng đã nói đến chúng ta có hai cái loại xét nghiệm dùng để chẩn đoán người bệnh nhiễm virus SARS-CoV-2 hiện nay, đó là xét nghiệm RT-PCR. Anh chị có thể nhìn ở đây ạ. Tôi sẽ sâu cái pointer lên để chúng ta cùng nhìn thấy ạ. Dạ, xét nghiệm RT-PCR hay chúng ta còn gọi đây là xét nghiệm sinh học phân tử ạ. Thứ hai đó là xét nghiệm kháng nguyên. Thì cái đích của hai cái xét nghiệm này, cái target của hai cái xét nghiệm này thì là khác nhau. Xét nghiệm RT-PCR thì sẽ khuếch đại cái vật liệu di truyền, hay ở đây chính là cái RNA, cái ARN ạ, của con virus SARS-CoV-2. Và xét nghiệm kháng nguyên thì sẽ dùng để phát hiện cái protein vỏ nucleocapsid của cái virus SARS-CoV-2. Và hiện nay thì với các xét nghiệm sinh học phân tử hay xét nghiệm kháng nguyên thì đều có thể triển khai được ở phòng xét nghiệm trung tâm và có thể sẽ triển khai nhanh, đặc biệt là xét nghiệm kháng nguyên của chúng ta. Riêng với xét nghiệm RT-PCR mà nếu có triển khai ở các cái cơ sở xét nghiệm nhanh, ví dụ như các anh chị ở trong thành phố Hồ Chí Minh hay trong Bình Dương, thì chúng ta trong cái đợt dịch làn sóng thứ tư vừa qua xảy ra thì chúng ta cũng biết là ở trên địa bàn thành phố có những xe xét nghiệm lưu động. Và những xe xét nghiệm lưu động này là xét nghiệm cũng là xét nghiệm sinh học phân tử nhưng không dùng cái phương pháp RT-PCR mà dùng phương pháp RT-LAM. Và cái phương pháp này thì cũng chỉ là mang có ý nghĩa là sàng lọc thôi, còn để chẩn đoán xác định vẫn là phải sử dụng phương pháp RT-PCR. Còn cái xét nghiệm kháng nguyên của chúng ta, cái xét nghiệm kháng nguyên hiện nay thì cũng có hai cái loại xét nghiệm kháng nguyên. Xét nghiệm thứ nhất là xét nghiệm kháng nguyên nhanh mà anh chị có lẽ là chúng ta cũng đã nhìn thấy hoặc đã tự tay làm với những cái test strip giống như thạc sĩ Ngọc vừa trình bày chúng ta cái bài trước ạ. Và thứ hai là những xét nghiệm mà có thể được chạy ở trên các máy miễn dịch tự động ở trong các phòng xét nghiệm trung tâm. Thế thì tôi cũng thêm thông tin cho các anh chị để anh chị biết được là hiện nay chúng ta có những xét nghiệm gì. Ngoài ra còn có một cái phần xét nghiệm nữa, có lẽ là anh chị cũng biết và có lẽ là chúng ta cũng có thể ở đâu đó vẫn có những thắc mắc, đó là xét nghiệm kháng thể, đúng không ạ? Xét nghiệm kháng thể SARS-CoV-2 của chúng ta, kháng thể đây là những kháng thể mà khi mà virus SARS-CoV-2 xâm nhập vào cơ thể chúng ta sẽ sinh ra những kháng thể này để chống lại sự xâm nhập của nó, bao gồm IgG, bao gồm IgM. Và cái xét nghiệm kháng thể này, anh chị lưu ý là cái xét nghiệm mà không dùng để chẩn đoán tình trạng nhiễm hiện tại của người bệnh với virus SARS-CoV-2 mà chỉ dùng để xét nghiệm phát hiện liệu là cái người bệnh này, các đối tượng này đã từng nhiễm virus SARS-CoV-2 hay chưa. Và xét nghiệm này thì cũng có thể có xét nghiệm nhanh, cũng là cái test strip, cái thanh thử, các anh chị có thể làm tại chỗ hoặc là có thể thực hiện ở trên các cái máy miễn dịch tự động. Vâng ạ, anh thạc sĩ Ngọc thì cũng giao cho tôi một cái nhiệm vụ mà từ bài trước thì tôi cũng theo dõi toàn bộ cái bài trình bày của thạc sĩ Ngọc. Đó là thạc sĩ có nhắc đến một cái giá trị, đó là giá trị CT ạ. Thì về nôm na
và cái phần để trình bày dễ hiểu thì thạc sĩ Ngọc cũng đã truyền tải chúng ta rồi, nhưng mà tôi cũng xin nhắc lại cho chúng ta một chút về cái giá trị CT ở trong xét nghiệm RT-PCR. Cái giá trị này rất là quan trọng, chính vì vậy theo một cái quyết định của Bộ Y tế đã yêu cầu là sẽ phải bổ sung cái giá trị CT này vào cái tờ trả kết quả xét nghiệm PCR khi mà người bệnh dương tính. Thế cái giá trị CT là gì ạ? Ở đây thì chúng ta thấy đây là cái sơ đồ biểu đồ thể hiện một cái chu trình phản ứng một cái xét nghiệm real time RT-PCR, tức là sẽ, cái vật liệu di truyền của con virus này sẽ được khuếch đại theo cấp số nhân qua mỗi một cái chu kỳ phản ứng của phản ứng sinh học phân tử phản ứng PCR. Và ở đây thì chúng ta nhìn thì có một cái đường màu đen nằm ngang này, người ta gọi là cái đường ngưỡng. Thì khi mà cái nếu mà một cái mẫu bệnh nhân mà âm tính thì toàn bộ cái đường màu xanh dương này thì nó sẽ không có cái điểm mà đi lên như thế này, tất cả nó sẽ ở dưới cái đường ngưỡng của chúng ta. Thì đấy là cái kết quả gọi là kết quả âm tính. Còn khi mà cái đường tín hiệu này nó có một cái điểm trong cái các cái chu trình phản ứng của nó mà nó vượt quá cái đường ngưỡng hay đường baseline này, và nó có cái xu hướng đi lên mà nó sẽ đi lên một mức nhất định thì nó cũng sẽ đạt cái bình nguyên. Thì ở cái điểm mà cái đường tín khuếch đại tín hiệu quang này bắt đầu vượt cái đường tín hiệu ngưỡng thì người ta gọi đó là giá trị CT. Và giá trị CT càng thấp, tức là càng nhỏ thì tương đương với có càng nhiều cái vật liệu di chuyển ban đầu của con virus SARS-CoV-2 trong cái mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân. Và tức là cũng gần như tương đương với nồng độ virus ở trong mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân là cao. Và chúng ta cũng có thể ngoại suy ra, tức là cái khả năng lây lan của người bệnh khi mà có giá trị CT thấp là có khả năng lây lan nhiều hơn những trường hợp mà CT cao. Đó. Còn với cái xét nghiệm nhanh kháng nguyên ạ, xét nghiệm nhanh kháng nguyên hay là xét nghiệm kháng nguyên của chúng ta thì thường có cái độ nhạy kém hơn với cái xét nghiệm sinh khuếch đại RNA của virus SARS-CoV-2. Và chính vì vậy nên xét nghiệm nhanh kháng nguyên này thì tốt nhất là chúng ta sẽ làm ở trong giai đoạn nào? Trong giai đoạn mà chúng ta ở giai đoạn mà cái cá thể mà nhiễm virus SARS-CoV-2 ấy, có cái tải lượng virus cao. Và cái thời điểm thường sẽ là 1 đến 3 ngày trước và trong vòng 5 đến 7 ngày sau khi khởi phát triệu chứng. Và chúng ta có thể bỏ sót cái tình trạng nhiễm virus SARS-CoV-2 này với những trường hợp mà tải lượng virus ở trong cái cá thể này là thấp. Chính vì thế nên chúng ta cũng hết sức lưu ý trong việc phân giải kết quả dương tính và âm tính. Ở đây sẽ có hai vấn đề. Thứ nhất là với cái xét nghiệm âm tính thì chúng ta thấy là vì cái ngưỡng phát hiện của nó là thấp hơn với xét nghiệm RT-PCR nên có thể là bệnh nhân đã nhiễm virus SARS-CoV-2 rồi, nhưng bệnh nhân này có hoàn toàn có thể có kết quả kháng nguyên là âm tính. Và liệu bệnh nhân với kháng nguyên âm tính PCR dương tính thì có khả năng lây lan hay không? Thực ra thì vẫn là có, mặc dù tôi cứ cho rằng cái kit test của chúng ta là đang rất là tốt, chất lượng rất là tốt đi, và nó có thể khả năng là có độ nhạy với cái CT dưới 25 là 100% đi, thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể bỏ sót những cái trường hợp mà kết quả CT của bệnh nhân từ 25 trở lên. Và khi mà từ 25 trở lên thì cũng cái khả năng lây nhiễm là vẫn có thể có. Vì thế chúng ta cũng hết sức lưu ý khi mà phiên giải cái kết quả âm tính. Và tương tự như vậy với kết quả dương tính thì cũng có thể xảy ra những trường hợp dương tính giả. À, vì thế nên cũng một cái điều rất là quan trọng lưu ý khi mà chúng ta sử dụng những cái kit, những cái test xét nghiệm kháng nguyên, đó là chúng ta cũng cần quan tâm đến độ nhạy và độ đặc hiệu, tức là cái giá trị chẩn đoán của các cái kit test này. Rồi, có các cái điểm khác biệt rất là quan trọng giữa hai cái xét nghiệm sinh học phân tử RT-PCR và xét nghiệm nhanh xét nghiệm kháng nguyên. Đó là gì ạ? Cái độ nhạy của cái xét nghiệm kháng nguyên của chúng ta thì nó sẽ thấp hơn rất nhiều so với độ nhạy của xét nghiệm RT-PCR, bởi vì cái nguyên tắc của cái phản ứng RT-PCR đó là khuếch đại cái vật liệu di chuyển theo cấp số nhân. Còn với xét nghiệm kháng nguyên thì không có cái sự khuếch đại này, vì thế nên cái độ nhạy phân tích của nó thì thấp hơn so với xét nghiệm RT-PCR. Và vừa nãy thì thạc sĩ Ngọc cũng đã đề cập với chúng ta về một cái hướng dẫn sử dụng các xét nghiệm hiện nay trong cái chẩn đoán người bệnh COVID-19. Thì cũng giới thiệu lại với các anh chị ngồi đây, chúng ta hoàn toàn có thể vào Google và lên trên mạng và chúng ta đã tải xuống cái công văn số 11011 của Bộ Y tế mới nhất ngày 28 tháng 12 năm 2021 về cái việc là sử dụng xét nghiệm nào.
Ở đây thì Bộ Y tế cũng đã nêu rất là rõ các cái trường hợp được coi là dương tính, các trường hợp được coi là bệnh nhân COVID-19 ạ. Thứ nhất đó là người bệnh nghi ngờ. Bệnh nghi ngờ như thế nào thì lại theo cái mục 2.1 của 4689 của Bộ Y tế thì chúng ta sẽ mở lại ra, hoặc bất kỳ người nào có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật real-time RT-PCR, tức là vẫn sử dụng một tiêu chuẩn vàng. Thứ hai là trường hợp người bệnh nghi ngờ vẫn theo cái mục trên và có kết quả xét nghiệm kháng nguyên dương tính. Nhưng chú ý cái test kháng nguyên này á là phải là cái test nhanh mà phải do Bộ Y tế cấp phép và do nhân viên y tế thực hiện hoặc người nghi nhiễm thực hiện nhưng dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tuyến hoặc là trực trực tiếp hoặc là gián tiếp qua các phương tiện từ xa. Thì cái này thì chúng ta có thể liên hệ với các cái đơn vị y tế. Nếu chúng ta có cái kit test ở nhà thì chúng ta hoàn toàn có thể tự làm và dưới sự giám sát của nhân viên y tế để đảm bảo cái kết quả nó chính xác. Thứ ba đó là những cái trường hợp chúng ta sẽ quan tâm đến những cái trường hợp người bệnh chúng ta không có triệu chứng, có yếu tố dịch tễ hoặc tiếp xúc với những trường hợp nghi ngờ trong khoảng 14 ngày. Thì những trường hợp này thì phải có kết quả xét nghiệm kháng nguyên dương tính 2 lần, và 2 lần này thì trong vòng 8 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm lần 1. Và tương tự như vậy, cái test này cũng phải được do Bộ Y tế cấp phép và do nhân viên y tế thực hiện hoặc nhân viên y tế giám sát. Đó là cái trường hợp chẩn đoán. Còn cái trường hợp mà cho bệnh nhân ra viện ở đây thì chú ý là tuân thủ điều kiện về thời gian, và thứ hai là cái điều kiện về cái xét nghiệm. Xét nghiệm thì có thể là xét nghiệm PCR hoặc là có thể xét nghiệm kháng nguyên âm tính. Và PCR lúc này thì CT chỉ cần trên 30 là bệnh nhân có thể ra viện được rồi ạ. Vâng ạ, thì đó là một số những nét mà tôi nhấn mạnh lại về các cái xét nghiệm trong chẩn đoán và các cái hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế trong cái hướng dẫn dù sử dụng cái xét nghiệm chẩn đoán người bệnh COVID-19. Thì tôi xin quay lại cái mục tiêu chính của bài giảng của tôi ngày hôm nay, đó là cái hướng dẫn về lấy mẫu bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2. Thì chúng ta đã biết là chúng ta đã được nắm được cái phần các cái xét nghiệm sử dụng trong chẩn đoán rồi. Vậy thì khi mà nhận một cái kết quả xét nghiệm là âm tính hay dương tính thì chúng ta có đủ tất cả mọi thứ tự tin, không có một cái lăn tăn gì nữa để chẩn đoán người bệnh là âm tính hay là dương tính hay không. Thì thưa với các anh chị là chúng ta còn phải quan tâm đến một cái vấn đề rất là quan trọng nữa, đó là cái chất lượng cái mẫu bệnh phẩm của chúng ta có đảm bảo hay không. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái chất lượng mẫu bệnh phẩm này nó sẽ quyết định sống còn đấy ạ, quyết định rất vô cùng quan trọng, vai trò vô cùng quan trọng với cái kết quả xét nghiệm mà chúng ta nhận được. Và trong cái chuyên ngành xét nghiệm của chúng tôi thì hay có một cái câu rất hay nói với nhau, đó là đầu vào là rác thì đầu ra cũng là rác. Tức là khi mà đối với phòng xét nghiệm chúng tôi, nếu mà các mẫu bệnh phẩm của chúng ta khi mà lấy mẫu bảo quản hay vận chuyển mà không đạt tiêu chuẩn thì khi mà mang về phòng xét nghiệm thì dù cái phòng xét nghiệm đó có 5 sao hay là có chất lượng như nào, máy móc hiện đại như thế nào, nhân sự tốt như thế nào thì cái kết quả cũng không thể chính xác được, bởi vì đầu vào đã là rác rồi ạ. Chính vì vậy, một cái điểm vô cùng lưu ý để chúng ta sử dụng kết quả xét nghiệm đó là chúng ta cũng phải quan tâm đến cái chất lượng của mẫu bệnh phẩm. Vậy thì cái mẫu bệnh phẩm của chúng ta nó sẽ ảnh hưởng cái chất lượng của nó có thể và dẫn tới các cái kết quả xét nghiệm thì nó có thể có những cái ảnh hưởng gì. Cái ảnh hưởng đầu tiên, nếu mà cái mẫu bệnh phẩm của chúng ta không đạt chất lượng thì làm sao kết quả xét nghiệm của chúng ta sẽ không được chính xác, và điều này sẽ ảnh hưởng đến quyết định trong điều trị, ảnh hưởng đến sự chăm sóc của người bệnh và ảnh hưởng đến uy tín của phòng xét nghiệm cũng như là ảnh hưởng đến các cái cơ sở y tế hay là bệnh viện. Trong khi đó thì các cái kết quả xét nghiệm của chúng ta lại phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Bởi vì sao? Bởi vì nó liên quan tới rất nhiều các cái khâu, các cái bước trung gian và tham gia ở cả những cái khu vực bên ngoài phòng xét nghiệm và bên trong phòng xét nghiệm. Các hoạt động bên ngoài phòng xét nghiệm được kể đến như là gì ạ? Bác sĩ giao tiếp với bệnh nhân, chỉ định xét nghiệm, chuẩn bị bệnh nhân, lấy mẫu bệnh phẩm, bảo quản và vận chuyển mẫu bệnh phẩm tới phòng xét nghiệm. Còn các hoạt động trong phòng xét nghiệm của chúng ta thì gồm có những cái hoạt động gì ạ? Nhận mẫu bệnh phẩm, tiến hành thực hiện xét nghiệm, trả kết quả và báo cáo kết quả này tới các bác sĩ lâm sàng. Và chính vì các cái quy trình xét nghiệm của chúng ta nó gồm nhiều bước liên quan, gồm các nhiều bên liên quan nên việc sai sót xảy ra là hoàn toàn có thể. Và những cái sai sót này thì làm thế nào để chúng ta có thể khắc phục được? Thì chúng ta chỉ khắc phục được khi mà chúng ta có những cái hướng dẫn, có những cái quy trình cụ thể và thật là ngắn gọn và thật là dễ hiểu
để tất cả chúng ta có thể tuân thủ. Thì ở đây thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị về cái cách thức lấy mẫu bảo quản cũng như là vận chuyển mẫu. Với cái căn cứ mà tôi lấy ở đây chính là dựa theo cái quyết định 3638 của Bộ Y tế về việc ban hành các hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, và các hướng dẫn tạm thời của Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là CDC Hoa Kỳ. Thì anh chị hoàn toàn chúng ta có thể tải cái quyết định của Bộ Y tế này xuống và chúng ta có thể tham khảo chi tiết hơn nữa. Về cái chỉ định lấy mẫu xét nghiệm theo quyết định 3638 thì sẽ chỉ định những cái ca bệnh của người tiếp xúc gần theo cái quyết định này. Và cái yêu cầu về loại mẫu bệnh phẩm cho xét nghiệm chẩn đoán virus SARS-CoV-2 của chúng ta thì với cái xét nghiệm sinh học phân tử đó là cái mẫu bệnh phẩm đường hô hấp, thì bao gồm mẫu bệnh phẩm đường hô hấp trên và mẫu bệnh phẩm đường hô hấp dưới. Mẫu bệnh phẩm đường hô hấp trên thì có gì ạ? Dịch máy họng, dịch máy tị hầu, dịch xúc họng. Mẫu bệnh phẩm đường hô hấp dưới thì có đờm, dịch phế nang, dịch nội khí quản, dịch màng phổi, tổ chức phổi, phế quản và phế nang. Về các cái dụng cụ lấy mẫu bệnh phẩm của chúng ta thì có những dụng cụ gì? Ở đây thì tôi cũng đã liệt kê và có hình minh họa ở đây ạ. Cái quan trọng nhất các cái dụng cụ để lấy mẫu bệnh phẩm đó là các cái que lấy mẫu và cái ống hay là cái tuýp đựng cái môi trường bảo quản virus của chúng ta. Thì cái ống đựng cái môi trường bảo quản virus này thì nó cũng sẽ làm sao? Nó cũng sẽ tùy thuộc vào cái số lượng mẫu mà chúng ta định lấy, hay là chúng ta hay gọi là mẫu gộp đấy ạ. Mẫu đơn hay là mẫu gộp, và nếu gộp thì gộp bao nhiêu? Gộp 5 hay gộp 10 hay là gộp 20? Thì cái này sẽ tùy từng cái quy định của cái đơn vị y tế của chúng ta. Nhưng tuy nhiên khi mà chúng ta quy định là gộp bao nhiêu thì chúng ta chú ý chúng ta sẽ phải trang bị những cái ống đựng cái môi trường vận chuyển virus một cách phù hợp. Và các que lấy mẫu, ngoài ra thì còn các cái dụng cụ khác như là dụng cụ đè lưỡi nếu mà chúng ta lấy họng của bệnh nhân, hoặc là dây nhựa mềm để lấy dịch nội khí quản nếu mà bệnh nhân nằm viện, các cái bông gạc tẩm cồn sát khuẩn, thùng bảo quản vận chuyển mẫu. Về cái que lấy mẫu thì có các cái loại que gì và chúng ta có những lưu ý gì? Que lấy mẫu của chúng ta thì có thể có hai loại, một là que máy họng, hai là que máy mũi. Và chúng ta quan sát ở đây chúng ta thấy là hai que này khá là khác nhau đúng không ạ? Que máy họng thì nó to hơn và trông có vẻ cứng hơn, đúng như vậy, đầu tam bông to hơn đẹp. Còn que máy mũi hay là máy dịch tị hầu, đúng hơn là máy dịch tị hầu ạ, thì nó sẽ nhỏ hơn và có một cái đầu gần với đầu bông ạ, thì nó sẽ mảnh và nó rất là linh hoạt, và cái phần đập bông thì cũng nhỏ hơn. Thì chúng ta chú ý nếu chúng ta sử dụng cái các que lấy mẫu này để lấy mẫu xét nghiệm PCR thì chúng ta sẽ lưu ý là thứ nhất, bảo một số cái đặc điểm của cái dụng cụ này chính xác, đó là gì ạ? Đầu que thì làm bằng sợi tổng hợp hoặc sợi nhân tạo hoặc sợi polyester, cán thì làm bằng nhựa, không nên sử dụng canxi, hoặc là đầu bằng cốt tông, hoặc que lấy có cán bằng gỗ, vì các cái thành phần của canxi hay là các cái thành phần của cái cốt tông của đầu bông hoặc là cái phần phần của gỗ thì nó có thể có những cái sản phẩm ức chế phản ứng PCR gây âm tính giả. Đây là cái hình phóng đại của que lấy mẫu ạ. Về ống, đây là ống đựng môi trường bảo quản virus, thì có thể có nhiều loại và có kích thước khác nhau. Thì chúng ta lưu ý là tùy vào cái số lượng của cái mẫu pool ấy, chúng ta sẽ có cái ống lấy mẫu phù hợp. Ngoài ra thì chúng ta còn phải chuẩn bị những cái trang thiết bị phòng hộ cá nhân, như găng tay, khẩu trang y tế, quần áo phòng hộ, kính bảo hộ, tấm che mặt. Và chắc các mọi người cũng sẽ quan tâm đến việc là chúng ta sẽ cần mặc các cái đồ phòng hộ cá nhân như thế nào trong cái việc lấy mẫu bệnh phẩm. Thì theo cái quyết định số 11459 của Bộ Y tế ban hành ngày 28/8/2021 thì cũng đã phân loại các cái cấp độ nguy cơ lây nhiễm của công việc để chúng ta có thể lựa chọn các cái đồ phòng hộ cá nhân phù hợp. Thì đây chia làm 4 mức độ, 1, 2, 3, 4 này ạ. Và đó thì mỗi mức độ thì ví dụ mức cấp độ 3 thì chúng ta có thể sử dụng khẩu trang y tế hoặc khẩu trang N95 đấy ạ. Chú thích thăng này có thể sử dụng một trong hai. Có thể sử dụng khẩu trang y tế hoặc khẩu trang N95. Có thể mặc bộ quần áo liền hoặc rời, hoặc áo choàng chống dịch. Tạp dề có thể sử dụng hoặc không. Và tùy hoặc là tùy tình huống cụ thể. Mũ hoặc là trùm đầu. Có. Găng tay y tế có không? Có. Ủng có không? Có hoặc không? Tùy. Bao giày có. Và tấm che mặt hoặc kính có. Đó, thì đối là đến cấp độ 3. Vậy chúng ta xem là cái hoạt động lấy mẫu của chúng ta nằm ở cấp độ nào. Đây ạ,
đội lấy mẫu bảo quản vận chuyển thực phẩm hoặc thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên của chúng ta sẽ nằm ở cấp độ 3, tức là có thể sử dụng khẩu trang y tế hoặc khẩu trang N95 đúng không? Nhưng ở đây chúng ta thấy là khuyến khích là sử dụng khẩu trang N95 và chúng ta có thể mặc bộ áo liền hoặc rời hoặc là áo choàng chống dịch đó, rồi gì ạ, mũ hoặc là trùm đầu, có găng tay y tế có, và gì ạ, có tấm kính che mặt. Đấy, thì chúng ta có thể mở lại cái quyết định này để chúng ta đọc lại cái phần này và chúng ta sẽ lựa chọn những cái phương tiện phòng hộ cá nhân phù hợp trong quá trình lấy mẫu và thực hiện cả cái test nhanh kháng nguyên của chúng ta tại chỗ cũng được. Thì chúng ta thấy là chúng ta có những cái chỉ thị rất là rõ ràng. Trong quá để chuẩn bị cái quá trình lấy mẫu bệnh phẩm thì chúng ta sẽ phải lưu ý các cái yếu tố cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm, ví dụ như là cái gì ạ, việc xác định các cái thông tin bệnh nhân, rồi chúng ta sẽ phải rửa tay sát khuẩn và mang các găng tay. Thì cũng một cái điểm lưu ý ở đây, đối với găng tay để dùng lấy các mẫu xét nghiệm sinh học phân tử thì chúng ta phải sử dụng các găng tay không có bột tan, bởi vì bột tan cũng có thể có những cái thành phần mà nó đang ức chế cái phản ứng PCR. Thu thập mẫu bệnh phẩm đường hô hấp thì theo cái quyết định, cái hướng dẫn của Bộ Y tế là thu thập cả hai loại mẫu bệnh phẩm đường hô hấp trên dưới thì cũng đã được rất là rõ trong quyết định này. Thì với mẫu bệnh phẩm đường hô hấp trên thì chúng ta có thể máy dịch tị hầu hoặc là dịch dịch ngoài họng. Một bệnh nhân có thể lấy cả hai nơi khác nhau và hai cái que này cho cùng vào một cái ống đựng môi trường vận chuyển virus. Nhưng mà hiện nay thì phần lớn của chúng ta là sẽ lấy một loại mẫu thôi, và nếu lấy loại mẫu thì chúng ta sẽ ưu tiên lấy cái loại mẫu nào, đó là dịch tị hầu. Thì dịch tị hầu được chứng minh là cái nơi mà có thể chứa cái tế bào chứa virus nhiều nhất, nên là nếu chúng ta lấy được ở đây đúng kỹ thuật thì sẽ đảm bảo được cái độ nhạy, độ chính xác của kết quả xét nghiệm. Với cái dịch tị hầu và dịch máy họng thì chúng ta cái dịch tị hầu thì chúng ta sẽ hai cái vị trí là hoàn toàn khác nhau. Người cái họng thì sẽ yêu cầu bệnh nhân há miệng to, dùng dụng cụ để đè lưỡi hoặc là không cần, chúng ta chỉ cần hướng dẫn bệnh nhân mà chúng ta không cần dùng dụng cụ đè lưỡi. Đưa tăm bông vào vùng hầu họng, miết hoặc xoay tròn nhẹ 3 đến 4 lần tại hai khu vực hai bên amidan. Đè và thành sau họng. Sau đó thì rút cái tăm bông ra và cho vào ống đựng cái môi trường bảo quản virus. Còn dịch tị hầu thì chúng ta sẽ yêu cầu bệnh nhân ngồi thẳng, đầu ngửa ra phía sau 70 độ và đưa từ từ cái que tăm bông đúng cái que tị hầu ạ vào mũi. Và chúng ta cái quan trọng nhất là chúng ta sẽ phải xác định đúng tư thế của bệnh nhân và xác định đúng cái vị trí của tị hầu bằng cách là gì ạ? Xác định cái khoảng cách của khoang tị hầu bằng 1 phần 2 khoảng độ dài từ cánh mũi tới dải tai cùng phía, tức là trung bình khoảng từ 6 đến 7 cm. Cái que ngoài tị hầu của chúng ta nó sẽ phải vào sâu từ 6 đến 7 cm và giữ tăm bông tại chỗ trong vòng 5 giây để dịch thấm tối đa, sau đó từ từ xoay và rút tăm bông ra. Cho bộ đầu tăm bông vào cái ống đựng mẫu bệnh phẩm đựng có cái môi trường vận chuyển virus. Và nếu mà chúng ta lấy hai vị trí thì chúng ta cho cùng một ống, xong nó sẽ đậy chặt nắp và đóng chặt lại. Thì ở đây tôi cũng có một cái giới thiệu các anh chị một cái clip hướng dẫn lấy mẫu tị hầu để làm xét nghiệm ATCR. Một cái clip rất là ngắn thôi ạ, chúng ta sẽ cùng xem. Và cái clip này thì cũng đã được đăng tải ở trên cái trang YouTube của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ạ. Bệnh COVID-19 gây ra bởi virus SARS-CoV-2 bắt nguồn ở Vũ Hán, Trung Quốc từ khoảng tháng 12 năm 2019. Theo thống kê mới nhất, bệnh COVID-19 đã bùng phát ở trên 200 quốc gia trên thế giới, với số người nhiễm lên tới 2,2 triệu người và trên 150.000 ca tử vong. Theo khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Hoa Kỳ và hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, người bệnh chỉ được chẩn đoán nhiễm SARS-CoV-2 khi bệnh nhân có kết quả xét nghiệm virus dương tính bằng phương pháp RT-PCR hoặc giải trình tự gen từ mẫu bệnh phẩm. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó việc lấy mẫu bệnh phẩm đúng vị trí, đúng kỹ thuật đóng vai trò quan trọng quyết định chất lượng xét nghiệm. Lấy mẫu bệnh phẩm không đảm bảo có thể dẫn tới kết quả xét nghiệm bị sai lệch. Theo quyết định mới nhất của Bộ Y tế số 1619 ngày 19 tháng 4 năm 2020, vị trí ưu tiên nhất để lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 là mẫu ở khu vực tị hầu. Đây là vị trí được chứng minh có khả năng lấy được các tế bào có chứa virus cao nhất.
Sau đây là quy trình lấy mẫu dịch tị hầu để thực hiện xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Là virus lây qua đường hô hấp, do đó nhân viên y tế cần được trang bị đầy đủ phòng hộ cá nhân để đảm bảo an toàn. Chú ý, găng tay lấy mẫu là loại không phủ bột tan, vì bột tan có thể ức chế phản ứng PCR gây âm tính giả. Bộ dụng cụ lấy mẫu bao gồm que lấy mẫu và môi trường vận chuyển virus. Que để lấy dịch tị hầu có cắn bằng nhựa, đầu que được cấu tạo bằng sợi tổng hợp. Không được sử dụng que lấy mẫu có cắn gỗ hoặc chứa canxi, vì chúng có các thành phần có thể làm bất hoạt một số virus hoặc ức chế phản ứng PCR gây kết quả âm tính giả. Bệnh nhân thông báo trước về sự khó chịu có thể xảy ra trong khi lấy mẫu. Trước khi lấy mẫu, bệnh nhân nên xịt sạch dịch mũi vào giấy. Tư thế chuẩn bị của bệnh nhân: bệnh nhân ngồi thẳng lưng, đầu ngửa về phía sau khoảng 70 độ. Bệnh nhân nên nhắm mắt và thả lỏng người. Nhân viên y tế nên đứng bên cạnh bệnh nhân để tránh bệnh nhân ho hay hắt xì đột ngột. Chú ý, tay cầm que lấy mẫu phải đúng. Đưa nhẹ nhàng tăm bông vào mũi. Vừa đẩy, vừa xoay giúp tăm bông đi dễ dàng vào sâu một khoảng bằng 1/2 độ dài từ cánh mũi đến dái tai cùng phía. Lưu ý, nếu chưa đạt được độ sâu như vậy mà cảm thấy có lực cản rõ thì rút tăm bông ra và thử lại với mũi bên kia. Khi cảm thấy tăm bông chạm vào thành sau họng mũi thì dừng lại, giữ tăm bông tại chỗ lấy mẫu ít nhất 5 giây để đảm bảo dịch thấm tối đa. Từ từ xoay 2-3 vòng và rút tăm bông ra. Đặt đầu tăm bông vào ống đựng bệnh phẩm có chứa môi trường vận chuyển và bẻ cắn tăm bông tại điểm đánh dấu. Ghi đầy đủ thông tin của bệnh nhân lên nhãn dán của mẫu bệnh phẩm và gửi mẫu bệnh phẩm đến phòng xét nghiệm theo đúng quy định về an toàn. Để tăng cường bảo vệ nhân viên y tế, khoa xét nghiệm Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã thiết kế một tấm chắn bằng nhựa trong được sử dụng trong quá trình lấy mẫu bệnh phẩm. Khi sử dụng tấm chắn này, bệnh nhân sẽ đứng khi lấy mẫu với lưng thẳng và đầu ngửa ra phía sau khoảng 70 độ. Thao tác lấy mẫu dịch tị hầu tương tự như khi bệnh nhân ngồi. Một số lưu ý về lấy mẫu dịch tị hầu: dụng cụ lấy mẫu phải đạt tiêu chuẩn, chuẩn bị tư thế người bệnh và tư thế của nhân viên y tế. Chú ý khi lấy mẫu: chiều sâu của que lấy mẫu phải đảm bảo để lấy đúng vị trí. Giữ que tại vị trí trong ít nhất 5 giây để thấm đủ dịch. Và cuối cùng, luôn luôn đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và nhân viên y tế trong quá trình lấy mẫu bệnh phẩm. Trên đây là hướng dẫn lấy mẫu dịch tị hầu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Tất cả nhân viên y tế khi lấy mẫu cần tuân thủ đúng hướng dẫn để kết quả xét nghiệm chính xác và tin cậy. Vì cầm bệnh phẩm là cầm trong tay cuộc sống của bệnh nhân. Dụng luôn nha chị, vừa trắng da, trị nám, trị tàn nhang, trị đồi mồi, trị. Vâng ạ, xin phép được quay lại bài giảng của chúng ta. Anh chị có nghe rõ clip và xem rõ không ạ? Dạ rõ ạ. Vâng ạ. Vậy thì chúng ta thấy là cái tầm quan trọng, rất rất quan trọng của việc lấy mẫu bệnh phẩm cách chính xác, đúng không ạ? Và một số loại bệnh phẩm khác nữa nhưng mà ít sử dụng hơn, ví dụ dịch xúc họng, tuy nhiên thì cũng ít sử dụng. Ngoài ra thì ở đây tôi cũng xin hướng dẫn cái việc mà chúng ta có thể thu thập cái mẫu bệnh phẩm đường hô hấp dưới. Thì cái việc thu thập mẫu bệnh phẩm đường hô hấp dưới này thì thường sẽ lấy cho những cái bệnh nhân, dùng để thu thập các cái mẫu cho những bệnh nhân mà nằm viện và đặc biệt là những bệnh nhân phải có những can thiệp về hô hấp. Chúng ta sẽ tiến hành lấy dịch nội khí quản và áp dụng khi bệnh nhân đang thở máy hoặc đã được đặt cái nội khí quản. Và với cái cách lấy của cái dịch nội khí quản này, chúng ta sẽ dùng một cái ống hút dịch đặt theo đường nội khí quản và dùng một cái bơm tiêm hút dịch nội khí quản này theo cái đường ống đã đặt ra. Và chúng ta sẽ chuyển cái dịch hút được này vào cái ống chứa môi trường vận chuyển virus. Và chúng ta lưu ý là các loại bệnh phẩm thu thập đường hô hấp dưới này thì khi mà chúng ta lấy thì chúng ta sẽ phải phối hợp với các bác sĩ lâm sàng trong quá trình thu thập. Ngoài ra thì có thể sử dụng, có thể lấy mẫu máu nếu có yêu cầu. Ví dụ như là chúng ta thấy ở cái phần phía trước tôi có giới thiệu anh chị có một cái loại xét nghiệm, nó là xét nghiệm kháng thể, đúng không ạ? Thì có thể để có thể đánh giá cái tình trạng bệnh nhân đã từng nhiễm virus SARS-CoV-2 hay chưa. Thì cái lấy máu này thì giống như lấy máu thông thường, với các mẫu bệnh phẩm về máu của chúng ta thì không có vấn đề gì cả. Rồi ạ, đấy là toàn bộ cái phần về hướng dẫn lấy bệnh phẩm
thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2. Và chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo, đó là cái phần bảo quản mẫu bệnh phẩm. Thì trong cái phần bảo quản mẫu bệnh phẩm này thì chúng ta sẽ chú ý cái phần là gì ạ? Với các mẫu bệnh phẩm của chúng ta đã lấy thì chúng ta phải dán nhãn đầy đủ các thông tin bệnh nhân như là họ và tên tuổi, hoặc là năm sinh và địa chỉ của bệnh nhân nếu có, và các cái barcode của bệnh nhân. Và các cái thông tin này đều rất là quan trọng để xác định là cái, để có thể xác nhận được bệnh nhân nào sử dụng, chúng ta có cái mẫu bệnh phẩm nào. Bởi vì nếu mà chúng ta lấy mẫu có đúng, có chính xác nữa, nhưng toàn bộ cái phần xác định thông tin bệnh nhân mà sai thì chắc chắn là kết quả xét nghiệm của chúng ta làm sao ạ? Hoàn toàn là sai rồi, đúng không ạ? Và tất nhiên là trong cái trường hợp mà tất cả những cái mẫu bệnh phẩm đấy của chúng ta lấy về chúng ta có lẫn lộn các thông tin nhưng tất cả đều âm tính thì thôi, chúng ta cũng tạm thời là chấp nhận là kết quả của tất cả bệnh nhân âm tính. Nhưng nếu mà chẳng may có một trường hợp bệnh nhân của chúng ta mà dương tính thì làm sao? Thì đồng nghĩa việc là chúng ta phải lấy lại toàn bộ cái lượng bệnh nhân đó. Thì cái công việc rồi cái sự tốn kém về nhân lực cũng như vật tư sẽ đội lên rất là lớn. Và ngoài ra thì nó còn thể ảnh hưởng đến cái thời gian chống dịch của các cái đơn vị nữa. Thì chúng ta hết sức lưu ý cái phần xác định cái thông tin của người bệnh, các cái thông tin trên nhãn dán cũng như là cái thông tin chỉ định của người bệnh. Mẫu chúng ta sẽ lưu ý là sau khi lấy xong thì chúng ta sẽ phải được bảo quản ở nhiệt độ mát. Và cái điều kiện nhiệt độ bảo quản đó là gì ạ? Từ 2 đến 8 độ C trong vòng 48 tiếng. Và nếu ngoài 48 tiếng thì chúng ta sẽ phải lưu mẫu bệnh phẩm này ở trong tủ âm 70 độ C. Chúng ta lưu ý là nếu mà chúng ta không có tủ âm 70 độ C, chúng ta bảo quản ở các cái điều kiện khác có được không? Tôi cho vào tủ lạnh ngăn mát có được không? Tôi cho vào âm 20 độ C có được không? Thì tôi xin trả lời các anh chị là với kinh nghiệm trong lab COVID mà chúng tôi đã làm thì chúng tôi thấy rằng mẫu bệnh phẩm để ở nhiệt độ mà không phải âm 70 độ C thì đều ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm. Những cái mẫu dương tính xong thời gian để âm 20 độ C thì kết quả trở thành âm, kết quả đang từ dương tính sẽ trở thành âm tính. Vì thế chúng ta cũng hết sức lưu ý cái việc cái điều kiện cũng như nhiệt độ bảo quản mẫu của chúng ta hết sức quan trọng. Tiếp theo là cái phần hướng dẫn về đóng gói vận chuyển mẫu bệnh phẩm. Các anh chị thì cái việc với cái đại dịch COVID-19 trải qua đến nay cũng đã hơn 2 năm rồi. Thì hiện nay thì chúng ta cũng đã hiểu biết khá nhiều về virus SARS-CoV-2. Và thực sự thì virus SARS-CoV-2 thì cũng không đáng lo ngại như là những cái gì mà chúng ta nghĩ trong cái thời gian ban đầu. Chính vì thế chúng ta thấy là các cách tiếp cận rồi các cái việc sử dụng các trang thiết bị phòng hộ cá nhân của chúng ta cũng đã có rất là nhiều các cái thay đổi, rồi kéo theo đó là những cái diện, những cái tiêu chuẩn về gia viện vân vân, mọi thứ của chúng ta cũng đã khác rất là nhiều rồi. Và tương tự như vậy, nếu những cái mẫu bệnh phẩm này chúng ta phải vận chuyển từ nơi này sang nơi khác, từ khoa này sang khoa khác, từ đơn vị này sang đơn vị khác thì nó có nguy hiểm hay không? Thì thưa anh chị là nó không hoàn toàn nguy hiểm nếu mà chúng ta có được hướng dẫn và được thực hành theo cái các hướng dẫn đóng gói vận chuyển mẫu bệnh phẩm một cách phù hợp và chính xác. Thì đây chúng tôi cũng chia ra là nếu mà vận chuyển mẫu trong cùng một tòa nhà hay là khác tòa nhà hoặc là ra ngoài đơn vị. Thì nếu mà trong cùng một tòa nhà thì chúng ta sẽ có một số những điểm khác với cái việc mà chúng ta vận chuyển ở khác tòa nhà hoặc là khác đơn vị, ra ngoài đơn vị của chúng ta. Thì chúng ta lưu ý có một số dụng cụ để chúng ta dùng để đóng gói vận chuyển mẫu bệnh phẩm. Chúng ta sẽ có những cái giá đựng mẫu, có các cái thùng, các cái hộp đựng mẫu. Ngoài ra thì còn một số những bộ phận khác nữa tôi sẽ trình bày tiếp theo đây. Nếu mà chúng ta đóng gói vận chuyển mẫu bệnh phẩm trong cùng tòa nhà thì chúng ta chỉ cần đóng gói hai lớp thôi. Lớp thứ nhất chính là cái ống đựng mẫu của chúng ta. Điều kiện đó là không thấm nước, không rò rỉ, chịu được nhiệt độ từ khoảng âm 40 đến 55 độ C. Và lớp thứ hai chính là cái thùng bảo quản vận chuyển mẫu của chúng ta đây ạ. Nên là hộp kín, có nắp đậy và có tay xách để chúng ta có thể dễ dàng vận chuyển cái hộp đựng mẫu của chúng ta đi. Tôi sẽ hướng dẫn cách đóng gói vận chuyển mẫu trong cùng tòa nhà. Đây là cái ống đựng mẫu bệnh phẩm của chúng ta mà sau khi chúng ta lấy cho bệnh nhân ạ. Sau đó chúng ta sẽ đặt vào trong một cái giá này sẽ đặt trong một cái hộp đựng mẫu vận chuyển. Hộp mà có quay sách kín, sau khi đặt vào giá xong thì chúng ta đậy nắp lại và mang đến phòng xét nghiệm thôi ạ. Thì chúng ta thấy nó cũng khá là giống với các mẫu xét nghiệm thông thường của chúng ta, đúng không ạ? Và nếu mà vận chuyển mẫu ra ngoài tòa nhà thì theo thông tư 40 năm 2018 của Bộ Y tế thì chúng ta sẽ phải vận chuyển theo nguyên tắc 3 lớp đấy ạ, lớp 1, lớp 2 và lớp 3. Với 3 cái lớp này thì sẽ giúp đảm bảo các cái tính an toàn sinh học trong quá trình vận chuyển mẫu bệnh phẩm. Thế các dụng cụ cần thiết để đóng gói ba lớp của chúng ta thì ngoài các cái giá đựng mẫu, các cái hộp thùng vận chuyển ra thì chúng ta sẽ có cần cung cấp thêm giấy thấm, túi ni lông hoặc có khóa zip hoặc là hộp nhựa. Chúng ta sẽ đóng gói như thế nào ba lớp
Thứ nhất là cái ống đựng mẫu bệnh phẩm của chúng ta, thì chúng ta nếu mà vận chuyển ở ngoài ba lớp thì chúng ta sẽ dùng cái lớp giấy thấm quấn xung quanh. Sau đó thì cho các ống mẫu này vào cái túi ni lông và hàn kín lại. Và tốt nữa thì chúng ta sẽ đặt một cái túi ni lông này trong một cái hộp nhựa, và chúng ta sẽ đặt ở trong thùng của sổ sách. Và trong này thì chúng ta sẽ đặt các đá gieo và cả đá khô để đảm bảo cái nhiệt độ ở trong cái thùng bảo quản mẫu vận chuyển của chúng ta là từ 2 đến 8 độ C. Và đậy nắp thùng lại và chúng ta vận chuyển tới phòng xét nghiệm. Thì chúng ta một số lưu ý trong quá trình đóng gói vận chuyển mẫu đó là gì ạ? Chúng ta sẽ tuân thủ đúng hướng dẫn thời gian và nhiệt độ quy định, không làm hỏng mẫu, mất mẫu, làm các mẫu nhiễm chéo với nhau. Và các cái giấy tờ về mẫu thì chúng ta nên được tách rời ra và tránh tiếp xúc với mẫu bệnh phẩm. Lựa chọn những cái đường vận chuyển thuận tiện, an toàn. Và người vận chuyển mẫu thì được đào tạo về quy trình xử lý sự cố tràn đổ mẫu bệnh phẩm. Và sau khi mà chúng ta đã vận chuyển xong thì cái hộp đựng mẫu vận chuyển của chúng ta, cái lớp thứ hai và thứ ba ấy, chúng ta hoàn toàn có thể tái sử dụng lại, và các cái giá khay cũng thế. Và trước khi tái sử dụng thì chúng ta nên khử trùng bằng cách xịt cồn, lau cồn khử khuẩn. Và phòng xét nghiệm hoàn toàn có thể từ chối nhận mẫu bệnh phẩm khi thông tin của mẫu và ống đựng bệnh phẩm không phù hợp, không có phiếu điều tra ca bệnh và các phiếu cột xét nghiệm không đủ số lượng mẫu bệnh phẩm, không đúng loại mẫu, mẫu bị rò rỉ hoặc là nhiễm chéo nhau, hoặc là các cái điều kiện về vận chuyển và bảo quản bệnh phẩm không đúng. Và ở đây thì chúng tôi cũng xin hướng dẫn có không có cái điều kiện để cầm tay chỉ việc trực tiếp các anh chị trong quá trình hướng dẫn lấy mẫu bệnh phẩm. Thì với trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chúng tôi thì chúng tôi cũng đã tổ chức rất là nhiều khóa tập huấn trực tiếp. Thì ở đây thì chúng tôi cũng đã quay lại một cái clip và xin hướng dẫn từ các anh chị để anh chị có thể theo dõi. Và trong quá trình mà chúng ta thực hành, nếu chúng ta cảm thấy chưa tự tin hoặc là quên thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những cái nguồn tư liệu này. Chia sẻ cho anh chị để cùng xem. Sao mà trụ thông tin và mỗi bệnh nhân lấy mẫu thì người ta sẽ cầm cái giấy đó và chúng ta cũng lấy mẫu được. Và cái thứ ba là găng tay. Lý tưởng nhất thì sau mỗi một bệnh nhân thì chúng ta sẽ thay găng tay, đúng không ạ? Nhưng mà đó, ở đây thì cũng lắng có một cái phần lưu ý và... về cái việc mà chúng ta sẽ sử dụng các găng tay. Với các bệnh nhân lấy mẫu khác nhau thì chúng ta có cần phải sử dụng các găng tay khác nhau hay không? Thì các cái hướng của Bộ Y tế cũng đã có hướng dẫn rất là cụ thể, chúng ta không cần phải thay găng tay sau mỗi bệnh nhân, nhưng chúng ta sẽ cần sát khuẩn tay, và sau khi lấy mẫu 5 bệnh nhân xong thì chúng ta thay găng tay một lần. Khách gọi như là các cái đối tượng mà chúng ta lấy mẫu mà không bị đau đớn, đúng không ạ? Được, từng người sẽ phạm. Lấy mẫu thì các thầy cô chú ý là chúng ta tránh bệnh nhân ho, hắt xì đờm một là một này. Cái thứ hai là tránh chạm vào người các cái đối tượng mà chúng ta lấy mẫu, chúng ta hoàn toàn không cần chạm vào chúng ta cũng lấy mẫu được. Và cái thứ ba là găng tay. Lý tưởng nhất thì sau mỗi một bệnh nhân thì chúng ta sẽ thay găng tay, đúng không ạ? Nhưng mà cái điều đấy thì là không thể. Vì thế theo cái hướng dẫn của Bộ Y tế là chúng ta có thể sát khuẩn tay thật kỹ sau khi chúng ta lấy cho bệnh nhân. Mỗi lấy xong một bệnh nhân là chúng ta phải sát khuẩn tay, và lấy đến bệnh nhân thứ 6 thì chúng ta sẽ thay găng mới. Đấy là cái quy định mới của Bộ Y tế ạ. Vâng ạ, thì đấy là toàn bộ cái chia sẻ của tôi ạ. Bây giờ chúng ta sẽ chia lớp để thực hành. Thì xin mời tất cả các em sinh viên chúng ta sẽ đi xuống phòng 202 ở tầng 2. Còn các thầy cô ở đây ạ, thì xin các thầy cô sẽ chia làm hai lớp giúp tôi ạ. 60 thầy cô sẽ có mặt ở 301 và 60 thầy cô sẽ sang 302 ạ. Thông tin và mỗi bệnh nhân lấy mẫu thì người ta sẽ cầm cái giấy đó đi qua cái người phụ ở đây, và người phụ ở đây thì sau khi đọc thông tin thì cái người lấy mẫu sẽ đứng ở bên cạnh và người bệnh nhân thì sẽ được sắp xếp ngồi ở. Ở đây thì anh chị nhìn thấy một cái setup, một cái khu vực lấy mẫu mà chúng tôi cũng thường dẫn cho các cái đơn vị khi mà chúng tôi tập huấn. Chúng ta sẽ có cái bàn để các cái dụng cụ lấy mẫu, có cái ghế để cho bệnh nhân ngồi, có cái ghế để cho người phụ lấy mẫu ngồi, và cái người lấy mẫu của chúng ta thì sẽ đứng bên cạnh bệnh nhân ở bên phải hoặc bên trái tùy theo tay thuận của người lấy mẫu. Ở cái vị trí ghế này ạ,
Thì trước khi mà hai bạn hướng dẫn thực hành của chúng ta sẽ làm cái thao tác lấy mẫu để các anh chị thầy cô có thể nhìn thấy, thì tôi xin giới thiệu một chút về các cái dụng cụ lấy mẫu ạ. Về găng tay của chúng ta, ngoài cái việc mà chúng ta mặc phòng hộ, lát nữa các thầy cô bên kiểm soát nhiễm khuẩn sẽ quay lại đây và giảng với chúng ta về cách mặc và cởi phòng hộ ra. Thì các thầy cô chú ý chúng ta có găng tay. Găng tay là bắt buộc chúng ta sẽ phải đi rồi ạ. Thì trước đây thì các thầy cô hay đeo hai đôi găng tay để các thầy cô có thể dễ dàng thay cái đôi găng tay bên ngoài. Tuy nhiên thì theo cái khuyến cáo mới của Bộ Y tế thì chúng ta có thể chỉ cần đeo một đôi găng thôi, và 6 lần lấy mẫu thì chúng ta sẽ tháo bỏ cái đôi găng đó, và sau mỗi lần thì chúng ta sẽ sát khuẩn tay, và sau 5 lần lấy mẫu bệnh nhân thì chúng ta sẽ thay đôi găng tay mới. Thì có một cái chú ý ở găng tay lấy mẫu, vì cái xét nghiệm của chúng ta là xét nghiệm PCR nên cái găng tay lấy mẫu thì chuẩn nhất là cái găng tay mà không có bột tan ạ. Bởi vì bột tan nó sẽ, nếu mà chẳng may nó rơi vào cái ống lấy mẫu của chúng ta thì nó sẽ ức chế phản ứng PCR và có thể gây kết quả âm tính giả. Tuy nhiên trên thực tế thì ở địa phương đa phần là người ta không có găng tay, không có bột tan. Thật sự là như thế. Vậy thì các thầy cô làm như nào? Thì các thầy cô cũng sẽ kiểm tra quan sát, nếu mà địa phương người ta không thể cung cấp được, mình hỏi mà người ta không có, người ta không cung cấp được, thì các thầy cô cố gắng là chúng ta sẽ sát khuẩn tay thật nhiều lần để cho cái bột tan nó giảm bớt đi. Đấy thì đấy là cái cách mà chúng ta sẽ thích ứng với cái điều kiện. Hoặc là ở đây thì có cái găng tay không bột tan, không ít bột tan thôi ạ, là chính là cái găng tay phẫu thuật của chúng ta. Tuy nhiên thì có địa phương của chúng ta có thể không có những găng tay này. Tiếp theo ạ, đây là ví dụ là cái giấy chỉ định xét nghiệm của bệnh nhân này, ghi đầy đủ các cái thông tin sẽ được mang đến, bệnh nhân sẽ mang đến và cho người phụ của chúng ta. Các cái code xét nghiệm khi cần thiết thì tùy thuộc vào từng địa phương, từng cái nơi lấy mẫu mà chúng ta có sử dụng cái barcode xét nghiệm hay không. Rồi các cái phần khác nữa liên quan như là cồn xịt rửa tay, và một cái rất là quan trọng nữa đấy là cái dụng cụ lấy mẫu của chúng ta. Thì ví dụ ở đây là một cái dụng cụ lấy mẫu và có chứa cả cái môi trường vận chuyển virus, cái ống mẫu của chúng ta đây ạ, và các cái que lấy mẫu. Ví dụ với cái kit này người ta đóng gói cả hai que luôn ạ. Một cái que để lấy dịch hầu họng và một cái que để lấy dịch tị hầu. Tuy nhiên thực tế bây giờ thì với bệnh viện Đại học Y cũng như là các đơn vị chống dịch thì chúng ta chỉ lấy một que duy nhất là que lấy mẫu dịch tị hầu. Thì trong hai cái que này ạ, các thầy cô có thể nhìn thấy ở đây ạ, cái que này nó cũng phải đảm bảo cái tiêu chuẩn để cái kết quả xét nghiệm PCR của chúng ta chính xác. Một số những điểm như là thứ nhất là cái cán que phải bằng nhựa, cái đầu que bằng sợi tổng hợp, không được dùng cán gỗ hoặc là cái đầu cốt tông, đầu bông cốt tông, bởi vì những cái thành phần này nó cũng ức chế cái phản ứng PCR của chúng ta. Vì thế các thầy cô có thể quan sát cái que. Và trong hai cái que này ạ, đủ tiêu chuẩn là cán bằng nhựa và đầu que bằng sợi tổng hợp rồi, nhưng sẽ có một que to hơn và một que nhỏ hơn. Thì cái que để lấy mẫu dịch tị hầu của chúng ta thì chúng ta sẽ lấy cái que nhỏ hơn ạ. Nó rất là nhỏ ạ. Và cái phần thân của nó sẽ có một cái phần mảnh mảnh ở đây ạ. Đây các thầy cô có thể nhìn ạ. Cái phần mảnh này, phần nhỏ và cái phần cán của nó sẽ dài hơn để cái phần mảnh này có thể đưa vào trong sâu cái khoang tị hầu của chúng ta. Thì lát nữa các thầy cô sẽ được cầm một cái que này và sẽ được lấy mẫu cho một cái thầy cô đối diện của chúng ta. Chúng ta sẽ lấy theo cặp. Đấy chưa ạ? Và sau khi lấy xong với những cái thao tác kỹ thuật xong thì các thầy cô sẽ cho cái que lấy mẫu của chúng ta vào cái ống đựng môi trường vận chuyển virus ạ. Và trên cái que này thì nó sẽ có một cái khớp bẻ. Các thầy cô nhẹ nhàng bẻ cái khớp này thì cái phần que thừa nó sẽ được loại bỏ đi. Và các thầy cô sẽ đậy nắp mà đậy chặt cái nắp này, ghi đầy đủ các cái thông tin của bệnh nhân trên ống. Và chú ý cái phần check và ghi cái thông tin này rất là quan trọng. Và đặc biệt trong những trường hợp mẫu gộp sẽ có 5, 10 hay 15 bệnh nhân trên trong cùng một cái ống này. Tuy nhiên với những cái ống này là cái ống thông thường của bệnh viện Đại học Y thì chúng tôi cũng chỉ phun được 5 thôi, tức là lấy được 5 thôi. Bởi vì cho 10 hoặc là hơn thì cái dung dịch nó, cái nhận lọ này nó quá là nhỏ, không còn cái dung dịch để các phòng xét nghiệm người ta hút để làm xét nghiệm nữa. Vì thế nên nếu mà các cái đơn vị địa phương mà người ta yêu cầu phun nhiều hơn thì các thầy cô cũng phải chú ý kiểm tra các ống dụng cụ đựng mẫu của chúng ta xem có đủ hay không. Nếu không thì các thầy cô phải yêu cầu những cái ống dụng cụ khác. Và tiếp theo đấy là cái thùng vận chuyển mẫu ạ. Thì cái thùng vận chuyển mẫu của chúng ta thì chúng ta cũng sẽ chuẩn bị sẵn ở các cái bàn lấy mẫu ở đây. Thì với các mẫu mà chúng ta đã lấy xong ạ, thường thì các thầy cô, các anh chị lấy mẫu thì các thầy cô anh chị sẽ dùng các cái túi zipper này, 5 hoặc là 10 mẫu, thường là 10 mẫu lấy xong thì sẽ dùng một cái dây chun ạ, bó lại 5 đến 10 mẫu này. Anh chị có nghe được tiếng của clip không ạ? Dạ nghe cô ơi. Có nghe cô.
Vâng, thì chị vừa thắc mắc thì chắc là chị check lại và cho vào cái túi zipper, và tương ứng cái tập giấy chỉ định của những bệnh nhân này cũng sẽ được cho vào một cái túi zipper tương ứng, và hai cái túi zipper này cuốn lại với nhau, sau đó thì sẽ đặt vào trong cái thùng vận chuyển mẫu này của chúng ta, và sẽ có sẵn cái đá gel ở đây. Thì cái việc này của chúng ta, một cái thao tác của chúng ta kết thúc lấy mẫu thôi, nhưng vô cùng quan trọng với phòng xét nghiệm, vì chúng tôi cũng là những phòng xét nghiệm mà nhận mẫu từ các địa phương có dịch. Thì chúng tôi khi mà chúng ta sắp xếp cái đơn vị lấy mẫu mà sắp xếp không theo thứ tự như này ạ, thì có khi cả một ngày cái phòng lab ấy chỉ có ngồi để xếp mẫu, chọn cái tương thích giữa mẫu và giấy chỉ định, rất mất thời gian và có thể gây sai sót. Vì thế nên các thầy cô cũng phải lưu ý của chúng ta, lấy được mẫu rồi chúng ta phải sắp xếp làm sao theo đúng thứ tự, có thể xác định được một cách nhanh nhất để giúp cho phòng xét nghiệm người ta nhận được mẫu, người ta có thể thực hiện xử lý được ngay ạ. Đấy là một số những lưu ý. Em chưa nghe. Và và nếu mà tốt hơn nữa, các thầy cô có thể ghi chú thích ở trên các túi zipper đó, ví dụ mẫu từ bao nhiêu đến bao nhiêu. Và ngoài cái phòng lấy mẫu này thì chúng ta cũng cần có những cái chú thích, ví dụ mà lấy mẫu ở bàn bao nhiêu, được bao nhiêu mẫu, và từ cốt bao nhiêu, cốt bao nhiêu. Thì càng chi tiết như vậy, càng em có chưa cái nghe sắp được. Xếp tổ chức như vậy thì sẽ chống dịch sẽ càng nhanh ạ, và chúng ta sẽ đỡ mệt mỏi. Vâng. À, chị Trang Phạm đúng không ạ? Chị Trang Phạm check lại cái phần chị nghe bằng điện thoại đúng không ạ? À, cảm ơn thầy cô. Thì bây giờ thì xin mời hai thầy bị cô ở đây cô sẽ ơi. Ngồi vào cái vị trí của người lấy mẫu và vị trí của bệnh nhân để cho thao tác cho các thầy cô, để các thầy cô có thể nhìn được ạ. Để, mời cô Huyền ạ. Thì các thầy cô chú ý là chúng ta sẽ hướng dẫn bệnh nhân là ngồi thẳng lưng, không nên tựa vào ghế. Và sau đó thì đầu ngửa ra phía sau khoảng 70 độ ạ. Và thật là thả lỏng, có thể em nhắm vẫn mắt. Chưa nghe được mình tiếng ạ. Mình giải thích cho bệnh nhân để trấn an bệnh nhân, làm sao cho bệnh nhân thoải mái nhất có thể. Bởi vì nếu một bệnh nhân mà căng thẳng hoặc gồng cứng thì sẽ rất khó để chúng ta lấy mẫu. À, sau đó thì bạn chuẩn bị lấy mẫu sẽ đứng ở bên một phía của bệnh nhân. Chưa nghe được tiếng cô ơi. Chúng ta sẽ không tránh, chúng ta không đứng trực tiếp bệnh nhân như này, thì các thầy cô biết lý do rồi đúng không ạ? Đứng ở một phía bệnh nhân sẽ tùy tay thuận của người lấy mẫu. Và thường là chúng ta thuận tay phải thì chúng ta sẽ đứng ở bên phải bệnh nhân này. Sau đó thì sau khi bệnh nhân đã chuẩn bị xong tư thế và ngửa dập phía sau 70 độ rồi ạ, thì bạn đứng lấy mẫu ở đây ạ, tay cầm que thì chúng ta sẽ cầm như thế này ạ, và chúng ta hạn chế tránh chạm người bệnh nhân. Tay trái của bạn Tuyền đây thì anh chị thấy là bạn ấy đang cầm cái sẵn cái môi trường vận chuyển virus rồi, và khi nào mà xong thì bạn ấy sẽ mở cái nắp ra và cho cái que lấy mẫu này vào rồi ạ. Bây giờ bạn Tuyền sẽ xác định, đầu tiên trước khi chúng ta nhìn bệnh nhân đúng không ạ, hướng dẫn bệnh nhân tư thế xong, chúng ta sẽ xác định cái vị trí và nó khoảng bao nhiêu ạ, 1/2 chiều dài từ cánh mũi đến dái tai cùng phía thì khoảng từ 5 đến 6 cm tùy cái khuôn mặt của từng cạnh của từng cái đối tượng của chúng ta. Sau đó thì các thầy cô có thể quan sát cái khớp bẻ ở trên cái que lấy mẫu của chúng ta, đây chính là cái vị trí mà chúng ta sẽ dùng để bẻ cái que, loại bỏ cái phần thừa. Thì bây giờ bạn Tiền sẽ làm cái thao tác lấy mẫu để các thầy cô anh chị, chúng ta sẽ dặn bệnh nhân là chúng ta sẽ hạ cái khẩu trang xuống dưới, không bỏ hẳn khẩu trang, không bỏ, chúng ta chỉ hạ cái khẩu trang xuống dưới mũi để có thể bộc lộ được cái vùng mũi để có thể lấy được mẫu rồi ạ. Dạ, xin mời thầy ạ. Đưa từ từ đúng không ạ, que tăm bông vào mũi và chúng ta sẽ đi vào cái góc và cái sàn của cái khoang mũi của chúng ta để cái que lấy mẫu của chúng ta được đi sâu nhất. Và cái que này của chúng ta nó cũng khá là nhỏ nên nó cũng dễ dàng để lách ra qua những cái xoăn mũi vân vân ở trong cái khoang mũi của chúng ta. Và nếu mà chúng ta cảm thấy có cái lực cản mà cái chiều sâu chưa đạt được thì chúng ta có thể rút ra và thử lại với mũi bên kia. Và sau khi đạt được chiều sâu rồi ạ, chúng ta sẽ giữ ở đó 5 giây ạ. Sau đó xoay từ 2 đến 3 vòng và từ từ rút que tăm bông ra. Vâng ạ, thưa thầy cô ạ, thầy Tuyền là một trong những chuyên gia lấy mẫu của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, của trường Đại học Y Hà Nội ạ. Thầy đã đi lấy mẫu rất nhiều, cũng là đoàn tham gia vào Bình Dương. Và lấy mẫu tị hầu xưa với các thầy cô làm cho cái người phải bị lấy mẫu ạ, rất khó chịu. Vì đi vào rất là sâu và có thể làm cho cái người đó kích thích. Nhưng các thầy cô thấy thầy Tuyền đưa cái que lấy mẫu rất sâu nhưng mà cô Huyền hoàn toàn thoải mái bình thường đúng không ạ? Đó ạ.
thì tất nhiên là để được chuyên nghiệp như thầy Tuyền thì chúng ta sẽ phải làm rất nhiều thì chúng ta mới chuyên nghiệp được như thầy Tuyền. À, vậy thì đó là cái phần mà các thầy, và sau đó thì thầy Tuyền sẽ cho cái que lấy mẫu vào cái ống môi trường này, bẻ nhẹ nhàng cái que, cái que của chúng ta, cái que này thì nó hơi bị lỗi một chút, nhưng chúng ta sẽ bẻ nhẹ nhàng để loại bỏ phần thừa, cho vào thùng rác nguy hại và ghi đầy đủ các cái thông tin ở trên cái ống nghiệm cắm vào giá, và cái bạn phụ của chúng ta thì sẽ khớp thít lại các thông tin và sắp xếp để cho mẫu vào trong thùng vận chuyển của chúng ta. Thì đó là toàn bộ cái nội dung về cái kỹ thuật và những cái vấn đề liên quan về quá trình lấy mẫu ạ. Cảm ơn. Thì chúng ta không có điều kiện thực hành nên là tôi vừa mới chiếu lại cái clip mà chúng tôi cũng đã hướng dẫn thực hành cho các thầy cô của trường Đại học Y Hà Nội trước khi mà các thầy cô đi vào trong Bình Dương và trong thành phố Hồ Chí Minh để tham gia vào chống dịch Covid-19 ở mấy tháng trước của trường Đại học Y Hà Nội. Và cái câu cuối cùng mà tôi cũng xin nhắc lại và xin nhấn mạnh với các anh chị ở đây đó là cái mẫu bệnh phẩm, cái chất lượng mẫu bệnh phẩm của chúng ta rất là quan trọng. Vì thế nên chúng ta sẽ phần trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện cái vấn đề lấy mẫu hay là bảo quản hay vận chuyển thì chúng ta cũng cần hết sức lưu ý và tuân thủ những quy tắc, những quy định để chúng ta có được những cái kết quả xét nghiệm một cách chính xác nhất, chất lượng nhất. Và một cái câu mà tôi nghĩ là nghe cũng rất là truyền cảm hứng ạ, để chúng ta có thể thực hành tốt hơn, đó là cầm bệnh phẩm, là cầm trong tay cuộc sống của bệnh nhân. Thì đó cũng là cái thông điệp cuối cùng mà tôi xin gửi tới các anh chị có mặt ở đây trong cái buổi đào tạo buổi tối ngày hôm nay. Thì tôi cũng xin thay mặt các thầy cô tham gia vào đào tạo thì cũng rất là cảm ơn các anh chị đã dành cái buổi tối để chúng ta tham gia các cái tập huấn, mà tôi hy vọng là trong tương lai thì anh chị sẽ có được những kiến thức, có được những kỹ năng để chúng ta thực hành đúng để tham gia vào cái công cuộc phòng chống dịch bệnh COVID-19 ạ. Tôi xin kết thúc bài trình bày của tôi ạ. Cảm ơn bài trình bày rất hay của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Lan, phó khoa xét nghiệm của trường đại bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Tiếp theo thì đến phần hỏi và đáp. Xin mời tất cả các anh chị có câu hỏi thì có thể nhắn tin ở trong chat box để bác sĩ Ngọc và bác sĩ Lan có thể trả lời các câu hỏi cho các anh chị ạ. Xin phép anh chị, tôi là Trung đến bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Tôi có xin bổ sung mấy cái nội dung giúp cho quá trình này được, vì có rất nhiều anh chị muốn hỏi là lấy tài liệu tại đâu. Thì một là tài liệu thì chúng tôi có địa chỉ email của anh chị, qua đăng ký thì tôi sẽ gửi vào cái địa chỉ email đó. Số 2 là toàn bộ cái bài giảng này, của hai bài giảng của thầy Ngọc và cô Lan thì chúng tôi đều chiếu truyền hình trực tiếp lên Facebook để anh chị làm việc. Và ngoài ra thì trong thời gian rất ngắn thôi, muộn nhất đến đầu tuần sau là chúng tôi sẽ có một cái education platform, tức là cái chỗ để đào tạo mà các anh chị thể vào để lấy tài liệu được. Và tất cả các bài giảng của thầy cô sẽ được là cái chỗ để các anh chị lấy và cũng như làm tư liệu về để anh chị chia sẻ các đồng nghiệp. Vì thực tế là hôm nay trên cổng đào tạo trực tuyến của chúng ta, Zoom này, chúng ta có tối đa lên tới 688 người. Còn trên hệ thống Facebook thì chúng ta đã có gần 400 người follow vào, thì đấy là cái mà chúng ta sẽ lấy được tài liệu. Và có thể các anh chị có lời, xin lỗi các anh chị là vấn đề kỹ thuật trong cái thời gian khai mạc dẫn đến là cái nội dung cũng bị ảnh hưởng, và sự phát biểu của các sở y tế các tỉnh thì có sự tham gia vào, nhưng nó kỹ thuật do đó mà mong các học viên cũng thông cảm và chia sẻ. Thì đây là một cái thách thức khi mà chúng ta học trực tuyến, lỗi liên quan đến đường truyền, liên quan đến kỹ thuật và công nghệ. Và xin cảm ơn. Là bây giờ phần đặt câu hỏi, lúc nãy tôi được biết có rất nhiều anh chị muốn hỏi. Hiện tại trên chúng ta vẫn còn 551 người tham gia cái thời điểm này ạ. Xin các anh chị đến từ các sở y tế, các tỉnh có thể đặt câu hỏi ạ. Và báo cáo với các anh chị là thầy Ngọc thì là những người trực tiếp hỗ trợ chi viện cho Bình Dương, và dự kiến vào khoảng ngày 21-22 tháng 1
là thầy Ngọc sẽ vào trong Bình Dương và một số tỉnh đó để hỗ trợ chi viện. Còn tiến sĩ Lan, cô Lan thì là phụ trách cái phòng xét nghiệm lab COVID của trường Đại học Y Hà Nội, mà chúng tôi tính sơ bộ riêng cái số lượng mẫu trong tháng 12 của chúng tôi làm là gần 40.000 mẫu test các loại từ tháng 12, chưa bao gồm tôi phải thực hiện test nhanh. Thì đây chia sẻ báo cáo khen chị như vậy. Xin chào các anh chị ạ, em là Ánh ở FHI 360 ạ. Em có gửi trong phần link, phần chat một cái đường link về đánh giá khóa tập huấn ạ. Các anh chị vui lòng dành vài phút để trả lời sau khi kết thúc buổi học giúp em ạ. Em cảm ơn ạ. Xin phép các anh chị là về phía ban tổ chức thì bác sĩ Tâm cũng đã gửi cái đường link này đến trực tiếp email đăng ký của các anh chị rồi, thì các anh chị có thể sử dụng cái địa chỉ đó để các anh chị có thể nhận được ạ. Còn anh chị nào có câu hỏi không ạ? Chắc có lẽ là bài giảng này. Chắc có lẽ là khá là muộn rồi ạ. Thì chắc là các anh chị cũng chưa không còn ý kiến gì cả. Thì xin phép tiến sĩ Lan, xin phép mời chị Thanh. Tôi nhìn thấy có cái lời giơ tay ạ. Của chị Thanh Thúy ạ. Dạ, hôm nay em không có vô được cái link đó. Bây giờ làm sao để em học lại từ đầu được ạ? Có thể cho em cái clip có ghi lại được không ạ? Dạ, xin phép chia sẻ với chị là chúng ta, chị có thể xem được hai kênh. Chị có thể xem trực tuyến được, chị lên fanpage của Facebook ạ, của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội mà chúng tôi có gửi ạ. Và các anh chị có thể xem được trực tuyến, vì cái đấy đã ghi trực tuyến trên mạng thì có thể xem được ạ. Vấn đề số 2 là khi trong muộn nhất là tuần sau chúng tôi gửi cái đường cái cổng đào tạo trực tuyến á, thì lúc đấy các anh chị có thể vào trong đó lấy được cả bài giảng và xem lại cái đoạn phim này được ạ. Xin phép cô Lan là có hai câu hỏi đến trong phần cửa sổ chat, cô Lan sẽ hỗ trợ cho trả lời ạ, liên quan đến lấy mẫu ạ. Dạ em cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn anh chị. Vâng. À, ở đây thì tôi thấy đang có hai câu hỏi. Cho em hỏi khi làm xét nghiệm PCR mẫu gộp thì dương tính, khi giải mẫu gộp thì tất cả đều âm tính, lý do tại sao ạ? Vâng ạ, thực sự thì với phòng lab của chúng tôi ạ, cũng đã từng gặp trường hợp này khoảng 2 lần. Và thực ra thì cái lý do để chúng ta giải thích được tại làm sao lại như vậy thì cũng có thể có rất là nhiều lý do mà chúng ta sẽ phải loại trừ. Với lab chúng tôi, khi mà chúng tôi gặp trường hợp mẫu gộp dương tính thì anh chị biết rồi ạ, nguyên tắc là khi có mẫu gộp dương tính thì chúng ta sẽ phải yêu cầu lấy tất cả lại mẫu đơn, và chúng ta sẽ phải thực hiện trên mẫu đơn, đúng không ạ? Thì đấy là cái trường hợp mà chúng ta gộp que ngay từ đầu khi mà chúng ta lấy mẫu, là chúng ta đã 5 hoặc 10 hoặc 15 mẫu vào cùng một ống rồi, thì chúng ta sẽ phải yêu cầu bệnh nhân lấy lại mẫu đơn. Và cũng có hai trường hợp mà chúng ta gặp luôn là khi... và ban tổ chức ở mưu nhầm tôi đấy. Và khi mà bệnh nhân được lấy lại mẫu đơn và làm lại thì tất cả cái mẫu đơn này thì đều âm tính. Thế thì điều gì có thể xảy ra? Thì có hai vấn đề có thể xảy ra. Vấn đề thứ nhất là cái sai sót ở trong phòng xét nghiệm. Trong quá trình chúng ta làm các cái thao tác của chúng ta, các quy trình của chúng ta không chính xác, dẫn tới kết quả chúng ta không đúng. Đó là cái khả năng thứ nhất xảy ra. Và khả năng thứ hai đó là do chúng ta lấy mẫu sai. Thế thì lấy mẫu sai hay là làm xét nghiệm sai thì chúng ta làm cách nào, thì chúng ta sẽ phải làm loại trừ thôi ạ. Đó là gì ạ? Chúng ta sẽ, về phòng lab của chúng tôi thì chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra lại cả cái mẫu gộp ban đầu, cả các cái mẫu đơn hiện tại đã làm. Và nếu mà kết quả vẫn hoàn toàn giống với kết quả lần thứ nhất chúng tôi đã trả kết quả, thì tức là gì ạ? Cái phần lab không có vấn đề gì. Vậy thì quay lại cái phần lấy mẫu của chúng ta, hoàn toàn có thể có nhầm lẫn giữa bệnh nhân này, bệnh nhân kia, hoặc có quá trình trong quá trình lấy chúng ta không tuân thủ các cái tiêu chuẩn, các cái quy định về an toàn gây nhiễm chéo các mẫu với nhau, thì điều này có thể xảy ra. Nhưng tuy nhiên có thể khẳng định được 100% hay không ấy, thì thực sự thì cũng chưa có cách nào để có một cái bằng chứng chính xác. Nhưng mà về cái tư duy
về 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 mặt logic thì chúng ta có thể có hai cái khả năng đó xảy ra và chúng ta sẽ tiến hành loại trừ. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ phải khẳng định lại để làm sao cái kết quả bệnh nhân có được một cách chính xác nhất. Đó là cái câu trả lời cho bạn Ngọc Lĩnh. Thứ hai, câu thứ hai, tại sao một số trường hợp bệnh nhân F0 test nhanh lần 1 dương tính, xong cho test nhanh lại lần thứ hai rồi lại âm tính, rồi 1-2 ngày sau lại cho test lại lần nữa lại dương tính? Bạn Văn Dương có ở đây không ạ? Đó. Xin hỏi bạn Văn Dương, bạn hỏi câu hỏi ạ. Bạn Văn Dương có thể bật mic được để tôi hỏi trực tiếp đúng không ạ? Bạn Văn Dương có thể bật mic được không ạ? Bởi vì là khi mà mình đã hỏi các cái case by case này á, thì chúng ta lại phải trao đổi trực tiếp cái tình huống đó thì chúng ta mới giải quyết được. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ có một cái case, một hiện tượng xong là đề nghị chúng tôi phải giải thích thì thực ra thì rất là khó. Thì Dương bật mic được không ạ? Mời bạn Dương chia sẻ. Bạn Dương gặp trường hợp này khi nào? Tự làm hay là người bệnh tự làm hay là nhân viên y tế làm trong cái tình huống nào? Y tế tự làm cô ơi. Là phòng y tế của mình tự làm à? Dạ, một bệnh nhân F0 tới khi mà làm cho họ test lần 1 dương tính mà khi làm lại lần 2 thì lại âm tính. Rồi 1-2 ngày sau nhưng lại làm lại họ, kêu họ lên làm lại thì lại dương tính cô ạ. Thế thì tức là do nhân viên y tế của mình làm đúng không? Dạ. Cái kit test thì có gì khác không? Có thay kit test không? À, một loại kit test à. Người làm là mấy người làm? Dạ, một người luôn ạ. Cũng một người luôn. Lấy mẫu gì ạ? Dạ, test nhanh ạ. Không, cái mẫu bệnh phẩm mà lấy cho bệnh nhân là mẫu gì ạ? Hầu ạ. Tị hầu hay là mũi hay họng ạ? Mũi à, mũi ạ. Mũi à? Mũi là khác với tị hầu ạ. Vâng ạ. Vâng ạ. Thì ở đây ạ, với một cái tình huống như thế thì chúng ta sẽ giải thích như thế nào? Cũng có thể có một số những cái lý do có thể xảy ra. Thứ nhất, có thể do kit test của chúng ta không chính xác. Thứ hai, đó là gì ạ? Cái thao tác lấy mẫu của chúng ta không đúng. Cái thứ ba là gì ạ? Cái quy trình thực hiện xét nghiệm của chúng ta không đúng. Thì có thể có ba cái lý do đó xảy ra. Lý do thứ nhất là lấy mẫu. Thì lấy mẫu của chúng ta đã lấy đúng chưa? Thì ở đây tôi thấy là bạn đang nói là lấy mẫu máy mũi. Hiện nay thì các xét nghiệm test nhanh của chúng ta thì cũng có rất nhiều loại. Và cũng có thể lấy được một số các loại bệnh phẩm như gì ạ? Máy họng có, nước bọt có, máy mũi có, máy tị hầu có. Tuy nhiên, các cái vị trí lấy mẫu bệnh phẩm này khác nhau thì cái độ nhạy của xét nghiệm cũng có thể khác nhau. Và trong cái quá trình mà chúng ta thao tác mà lấy mẫu, nếu mà chúng ta không lấy chính xác ấy ạ, thì hoàn toàn, và đặc biệt là cái xét nghiệm test nhanh thì chúng ta biết là cái độ nhạy của nó thấp hơn PCR, thì cái khả năng nếu mà chúng ta lấy mẫu không đúng thì âm tính giả rất cao. Và chúng tôi cũng đã thử làm một cái nghiên cứu khi mà chúng tôi khảo sát ba cái loại test nhanh cùng một lúc, thì chúng tôi nhận thấy là có một cái điểm đặc biệt là nếu mà bệnh nhân có dương tính nhưng ba cái loại test thì những cái test mà làm cuối cùng ấy thì thường là cái nếu mà vạch có lên dương thì dương nó thường mờ hơn so với những vạch trước. Đó thì để chúng ta thấy là nếu mà chúng ta lấy mẫu cho bệnh nhân mà chúng ta lấy không đúng thì thứ nhất nó đã ảnh hưởng kết quả. Cái thứ hai, nếu lấy liên tiếp mà các cái tế bào mà có chứa virus mà chúng ta không lấy được nhiều ấy, thì kết quả của chúng ta nó cũng bị sai lệch. Được ạ? Đấy là cái điều thứ nhất mà chúng ta cần phải xem lại. Cái thứ hai là cái vấn đề mà chúng ta thực hiện cái quy trình xét nghiệm có đúng hay không. Xét nghiệm, làm xét nghiệm test nhanh không khó. Thực sự là không khó, rất dễ. Bây giờ người bệnh ở nhà người ta cũng làm được. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp nếu mà chúng ta không làm đúng quy trình ấy, thì kết quả xét nghiệm của chúng ta có thể sai. Nó sẽ liên quan đến các cái vấn đề về tách chiết cái mẫu của chúng ta để có thể bộc lộ được cái protein N ra. Ví dụ như là chúng ta sẽ phải xoay bao nhiêu lần, ép vào thành ống bao nhiêu lần, mà chúng ta sẽ phải bóp tách cái que đầu que lấy mẫu của chúng ta ra như thế nào. Rồi chúng ta sẽ phải để cho cái que ở trong cái mẫu bệnh phẩm trong bao lâu. Rồi tiếp theo là cái gì ạ? Sau đó thì chúng ta sẽ nhỏ bao nhiêu giọt. Nhỏ ít hơn cũng không được, nhỏ nhiều hơn cũng không được. Và sau đó là cái gì ạ? Thời gian đọc cái xét nghiệm đó cũng cần phải tuân thủ rất là chính xác.
Bởi vì chúng ta đọc sớm thì rất có thể chúng ta sẽ âm tính. Đọc muộn rất có thể dương tính giả. Chúng ta sẽ phải lưu ý xem cái thời gian mà nhà sản xuất khuyến cáo chúng ta đọc từ bao lâu đến bao lâu thì chúng ta tuyệt đối phải tuân thủ. Thì cái xét nghiệm này cũng thực ra rất là giống các xét nghiệm test nhanh khác bằng các que thử thôi ạ. Thì cái nguyên tắc mà chúng ta phải nắm đến là gì ạ? Đúng thể tích và đủ thời gian. Đấy là cái lý do thứ hai. Còn cái điều thứ ba có thể xảy ra đó là do cái kích test của chúng ta, cái chất lượng của nó có vấn đề. Tuy nhiên thì ở đây bạn có nói là kích test thì vẫn dùng một cái loại đó, không có thay đổi gì cả. Mà nếu mà cái test của chúng ta mà cái vạch trứng nó vẫn lên, vạch C vẫn lên thì chứng tỏ cái test đó nó không phải bị hỏng. Thì có thể là cái lý do cái này nó sẽ thấp hơn đi. Vậy thì chúng ta sẽ quay lại cái phần lấy mẫu của chúng ta và thực hiện xét nghiệm của chúng ta. Vậy thì đấy cũng là một số những cái điểm lưu ý mà khi mà chúng ta thực hiện xét nghiệm, khi mà chúng ta phiên giải kết quả âm tính, dương tính, vân vân, các cái thực tế mà chúng ta gặp để chúng ta sẽ rút kinh nghiệm trong quá trình làm việc của mình. Được chưa ạ? Bạn Dương có cảm thấy hợp lý hơn không ạ? Tôi cũng xin phép là cũng chỉ giải thích được trong một số những tình huống như thế thôi ạ. Dạ, cảm ơn cô ạ. Có vẻ có nhiều câu hỏi hơn rồi đấy đúng không ạ? Đây xin phép trả lời một số câu hỏi của anh chị có đưa trên này nữa ạ. Trường hợp test PCR 2 lần sau khi nhập viện lần lượt là ngày thứ 7 và ngày thứ 10. Lần đầu CT trên 30, lần 2 CT dưới 30, vậy em có được xuất hiện hay không? Và này, anh Ngọc giải thích cho bệnh nhân được không ạ? Bác sĩ Ngọc ạ. Vâng ạ. Dạ em nghe cô, nghe rõ cô Lan ạ. Anh Ngọc có thể giải thích cho bạn Đinh Hữu Tính. Bạn có hỏi là trường hợp test PCR 2 lần sau khi nhập viện lần lượt ngày thứ 7 và ngày thứ 10, lần đầu CT trên 30, lần 2 CT dưới 30, vậy bệnh nhân có được xuất viện không ạ? Vâng, em xin trả lời câu hỏi này. Đấy là hình như anh Tính anh không xem được cái đoạn nội dung của bài giảng thứ nhất của em, có thể là do đường truyền nó hơi có vấn đề một chút. Tuy nhiên là bây giờ chúng ta đã theo thông tư 11011 của Bộ Y tế ban hành ngày 28/12/2021. Đấy là chúng ta không cần làm test PCR 2 lần nữa, là ý đầu tiên. Ý thứ hai là chúng ta cũng không cần bắt buộc làm test PCR cho bệnh nhân để xét bệnh nhân ra viện nữa. Cái tiêu chuẩn để mà mình cho bệnh nhân ra viện nó quan trọng hơn cái kết quả bệnh nhân là nhiễm dương tính hay là âm tính. Đấy là thứ nhất là bệnh nhân có biến chứng không, có còn nguy cơ của bị suy hô hấp không, và thứ hai là bệnh nền của bệnh nhân có ổn định hay không, thế thôi ạ. Chứ còn bây giờ chúng ta đừng có loay hoay về cái chuyện test PCR 2 lần nữa. Bây giờ các anh chị phải cập nhật chứ, chứ đừng đem những cái thông tư từ những tháng 7, tháng 8 trước rồi Bộ Y tế đã quy định và đã cập nhật cho chúng ta, đã tạo hành lang pháp lý cho chúng ta làm cho mọi việc chúng ta đơn giản nữa rồi, nhưng mà chúng ta không có cập nhật thông tin thì thành ra là chúng ta sẽ tự làm khó chúng ta thôi ạ. Em cảm ơn ạ. Xin thầy Ngọc cho tôi phụ họa thêm với thầy về cái câu này để trả lời cho anh Tính ạ. Thầy Ngọc thì nói rất đúng ạ. Ở đây tôi giới thiệu, tôi là bác sĩ Thịnh ạ, cũng nằm trong cái nhóm giảng viên. Ở đây chúng tôi chỉ nói lại một cái điều, nói rõ lại cái ý của thầy Ngọc. Ở đây là chúng ta có hai cái vấn đề. Một là cái tiêu chuẩn về xét nghiệm âm tính hay dương tính, tức là còn virus hay không còn virus. Và cái thứ hai là còn nhiễm hay không còn nhiễm virus. Rồi cái thứ hai là tình trạng bệnh nhân có đủ tiêu chuẩn ra viện hay không. Có những trường hợp virus âm tính rồi nhưng mà bệnh nhân diễn biến nặng cho nên không thể ra viện được, đúng không ạ? Thế còn thậm chí ở một số nước thì người ta, và ngay như Việt Nam hiện nay là gì, dương tính rồi người ta vẫn giữ ở nhà, F0 người ta vẫn giữ ở nhà. Cho nên là cái này đó, cái hướng dẫn mà sử dụng CT lớn hơn 20, lớn hơn 30 ấy, nó cũ lắm rồi, cho nên là chúng ta không dùng nữa. Nếu nói về vấn đề cách ly thì là gì, là khi mà chúng ta giữ bệnh nhân tại trong viện, ta khi xét nghiệm nhanh âm tính và tình trạng bệnh nhân ổn định thì chúng ta cho ra viện được rồi. Bổ sung thêm một chút nữa, tôi hiểu cái ý của anh Tính ở đây ạ. Ngoài cái vấn đề về hỏi về ra viện ra, các cái tiêu chuẩn ra, thì ở đây anh Tính chắc là thắc mắc về cái vấn đề tại sao hai cái lần kết quả xét nghiệm nó lại chênh lệch nhau, đúng không ạ? Thực ra cái ý chính của anh Tính thì tôi nghĩ là cái vấn đề này còn theo cái hướng dẫn của Bộ Y tế chúng ta có thể làm test nhanh, nhưng ở đây là
bệnh viện đây chúng ta sử dụng PCR thì thực ra PCR cũng có thể dùng được, không phải là mình không loại bỏ hoàn toàn. Nhưng ở đây tình huống là anh Tính muốn hỏi tại sao hai lần nó lại kết quả khác nhau như thế này, và lần đặc biệt là cái lần ngày thứ 10 là cái ngày mà theo cái tiêu chuẩn của y tế là bệnh nhân nằm viện 10 ngày á, và có kết quả kháng nguyên âm tính hoặc là PCR CT trên 30 thì bệnh nhân được ra viện. Thì bây giờ CT bệnh nhân lại dưới 30 thì như nào, mà sao lần trước lại trên 30, đúng ạ? Chắc là tôi nghĩ là cái ý của anh Tính chủ yếu ở đây là muốn hỏi về cái phần đấy. Thì cái này thì cũng lại phải cái tình huống cụ thể. Trên 30 là bao nhiêu và dưới 30 là bao nhiêu? Bởi vì cái xét nghiệm PCR của chúng ta hiện nay thì không phải xét nghiệm định lượng. Nó chỉ là bán định lượng thôi ạ. Vì thế là nó sẽ có những cái mức dao động nhất định. Rồi cái kết quả xét nghiệm này làm ở đâu, cùng một phòng lab, cùng một hóa chất hay là khác hóa chất vân vân, thì chúng ta cũng cần để xem xét các cái vấn đề này. Thế thì tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể có những cái linh hoạt ở trên lâm sàng, giống như là thầy Ngọc và thầy Thịnh có trao đổi với chúng ta. Vì như tôi biết, nhiều quốc gia thì không cần xét nghiệm cho bệnh nhân ra viện, chỉ cần các cái điều kiện về lâm sàng cộng với thời gian thôi ạ. Đó, thế thì chúng ta cũng sẽ rất là linh hoạt. Còn khi mà chúng ta gặp những cái kết quả xét nghiệm mà nó không phù hợp ở trên lâm sàng thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể trao đổi lại với phòng xét nghiệm để chúng ta có được những câu trả lời, để chúng ta không cảm thấy lăn tăn, không cảm thấy thắc mắc. Thì chúng ta hoàn toàn có thể trao đổi lại phòng xét nghiệm, bởi vì thực tế phòng xét nghiệm có sai không ạ? Thực tế là có thể có sai sót xảy ra ở trong phòng xét nghiệm. Chúng tôi có không? Có. Và khi mà có cái phản hồi lâm sàng, chúng tôi kiểm tra lại và chúng tôi sẽ xác định được cái kết quả nào là chính xác cho bệnh nhân. Và từ đó thì phòng xét nghiệm người ta cũng sẽ làm sao có những cái cải tiến về chất lượng để nâng cao chất lượng phục vụ cho bệnh nhân. Thì đó là cái phần của bạn Tính. Còn rất tiến sĩ Lan ạ. Cảm ơn các anh chị vì cũng đã chúng ta đã cũng là một buổi cuối tuần rất là dài rồi ạ. Và hai câu hỏi mà chúng tôi nhận thấy ở trên hai câu hỏi cuối cùng đây cũng là liên quan đến trả lời kết quả PCR âm tính và dương tính á. Thì cái này thì sẽ còn có các cái nội dung liên quan trong thời gian chúng ta sẽ có 4 buổi đào tạo tiếp theo nữa. Thì trước khi tiến sĩ Lan sẽ trả lời nốt câu hỏi cuối cùng ạ, thì xin báo cáo với các anh chị là chúng ta vào thứ hai tuần sau, chúng ta sẽ vào ngày 17 tháng 1 ạ, chúng ta sẽ có nội dung giảng của chúng gọi là bác sĩ Thịnh, là một người trong những người mà hỗ trợ rất nhiều và có kinh nghiệm ở trong điều trị bệnh viện COVID ở Bình Dương, và đặc biệt là cũng được Đại học Y Hà Nội chúng tôi mời tham dự vào chia sẻ. Và bác sĩ Thịnh cũng sẽ là người đã lead cái chương trình hỗ trợ cho cái quá trình mà xây dựng cái nội dung học của tầng 1, tầng 2, tầng 3, cũng như là bác sĩ Nga đã chia sẻ ngay từ đầu tiên với chương trình là chúng tôi sẽ có một cái hệ thống hỗ trợ cho các nhân viên y tế để trong quá trình tư vấn các ca bệnh và xây dựng, chúng tôi gọi là hotline đấy, để trong quá trình làm sau khi chúng ta sẽ kết thúc cái đào tạo của cái tầng 1 trách 1 này. Đấy là cái mà nội dung báo cáo chia sẻ với các anh chị là như vậy. Thì xin phép tiến sĩ Lan sẽ trả lời nốt cái câu hỏi cuối cùng, bởi vì tôi biết rằng là liên quan đến vấn đề xét nghiệm thì cái câu này cũng tương tự như hai cái câu mà cô đã trả lời ạ. Dạ. Khi bệnh nhân dương tính điều trị khoảng 28 ngày, bệnh nhân không còn triệu chứng nhưng test nhanh vẫn dương tính. Khó nha. Thầy Ngọc đã gặp trường hợp nào, thầy Ngọc với thầy Thịnh ạ, gặp trường hợp nào như này chưa ạ? Vâng ạ, em xin phép tiến sĩ Lan ạ. Em cũng thực ra là cũng xin hơi rông dài một chút, xin phép thầy Trung một chút, nhưng mà nếu như mà em không trả lời câu hỏi này thì coi như là buổi học của chúng ta là coi như là không thu được cái gì cả. Đạ. Cái đầu ý đầu tiên thế nên tôi phải mời thầy Ngọc trả lời ngay đấy. Dạ, với các bác sĩ đấy là Anh, Pháp, Mỹ, Đức là người ta không cần tiêu chuẩn về dương tính hay âm tính để người ta cho ra viện. Cái đấy mình phải nhấn mạnh câu chuyện đó. Cái câu chuyện là xét nghiệm dương tính hay âm tính là để đánh giá cái khả năng lây nhiễm của bệnh nhân, chứ không đánh giá là bệnh nhân sống hay chết. Cho nên là nó thích hợp trong cái thời đại là thời đại Zero Covid. Còn bây giờ chúng ta bỏ cái Zero Covid rồi, chúng ta thấy F0 ở nhà, dương tính vẫn cho ở nhà đấy thôi. Thế lý do tại sao mà chúng ta cho bệnh nhân vào viện? Vì bệnh nhân bị suy hô hấp, vì bệnh nhân bệnh lý nền không ổn định. Khi mà chúng ta chữa cho bệnh nhân hết suy hô hấp, bệnh lý nền ổn định rồi, thì về mặt nguyên tắc nhé, đây chúng ta không nói về các quy định của Bộ Y tế, về mặt nguyên tắc khi các anh chị đảm bảo được hai yêu cầu trên là an toàn cho bệnh nhân, đến không bị suy hô hấp và bệnh nền bệnh nhân ổn định, các anh chị cho bệnh nhân ra viện.
Còn tại sao chúng ta lại vẫn phải làm test? Bởi vì là chúng ta không thể chuyển dịch từ một cái quy định là đang là test phải âm tính thì mới cho ra viện, phải hai lần âm tính thì mới cho ra viện. Người ta không muốn chấp nhận cái câu chuyện đó. Cho nên bản thân chúng ta là các nhân viên y tế, là các bác sĩ, chúng ta hiểu với nhau là gì? Khi mà bệnh nhân không còn hai biến chứng kia thì tức là có thể cho bệnh nhân về và bệnh nhân không bị chết tại nhà. Chứ cũng giống như là thầy Thịnh nói lúc nãy đấy, anh làm PCR mà âm tính, bệnh nhân về nhà bệnh nhân vẫn chết. Tại vì sao thế? Ví dụ ngày thứ 10 cái cơ thể bệnh nhân đào thải hết cả virus rồi, mình làm CT thậm chí cả hai lần đều trên 30 rồi, về nhà bệnh nhân vẫn suy hô hấp từ ngày thứ 11 và bệnh nhân nếu chúng ta không theo dõi cho bệnh nhân là bệnh nhân vẫn chết ở nhà. Đấy là cái câu mà chúng ta cần phải nhấn mạnh. Còn cái chuyện là làm test PCR, tại sao lần đầu tiên thì làm dương, lần thứ hai lần đầu tiên thì làm âm, còn lần thứ hai làm dương, lần đầu tiên là trên 30, lần thứ hai là dưới 30, thì có một câu chuyện thực tế như sau. Đấy là em cũng xin nói rất là thẳng thắn với các anh chị, đấy là chúng ta không thể đảm bảo được cái quy trình mà chúng ta lấy mẫu, các điều dưỡng chúng ta lấy mẫu là chuẩn được. Đây là kinh nghiệm của bản thân em. Tại vì nhìn rất nhiều lần em đã thấy các điều dưỡng lấy mẫu nhưng cái que của mình đưa vào thứ nhất là không đủ sâu, thứ hai cái đường thở bệnh nhân, niêm mạc nó tổn thương, thậm chí là máu me mủ miếc các thứ nó chảy đầy vào bên trong đấy. Với những cái trường hợp như thế, nếu mà đúng chuẩn ra chúng ta sẽ phải rửa mũi cho bệnh nhân thật là sạch sẽ, sau đó thì chúng ta mới lấy bệnh phẩm thì nó mới đúng được. Chứ nếu như mà các anh chị mà làm những cái ca mà thở 2NC mà lưu lượng dòng 60 đến 70 lần trên phút, nó thổi cho 5 ngày thì mũi nào mà chịu nổi. Ở bên trong đấy không đóng mủ, không đóng máu, không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm của mình thì mới gọi là lạ, chứ đâu có phải là cái chuyện là chúng ta làm cứ lần đầu tiên âm tính thì lần thứ hai phải âm tính đâu. Và cái quy định là hai lần âm tính này thực ra là không có nước nào người ta quy định như thế cả. Chúng ta quy định ra là để đảm bảo cho tất cả những cái yếu tố, khi mà bệnh nhân đã ra khỏi cái khu cách ly trong những cái ngày vào năm 2020 ấy, khi mà chúng ta đeo đuổi zero covid, chúng ta không muốn các bệnh nhân đấy đem cái mầm virus đấy đi về nhà và lây cho những thành viên trong gia đình. Còn như ở thời điểm hiện tại ấy, thì cái mối lo đấy nó không còn là cái vấn đề cần phải bận tâm, bởi vì bây giờ ở đâu mà chả là vùng đỏ. Bây giờ chúng ta cứ phân vùng xanh, vùng vàng, vùng cam. Em nói thật với các anh chị nhé, ở tất cả các phường ở Hà Nội này đều có F0 hết cả rồi. Và kinh nghiệm ở trong Bình Dương là gì? Ở những cái huyện mà ví dụ như một ngày mà công bố khoảng 200 đến 300 ca dương tính ấy, tất cả các anh chị ở trong Bình Dương, có bác sĩ Huỳnh Minh Chín này, các bác sĩ ở Tân Uyên này, chúng ta thừa biết là mỗi ngày chúng ta nổ có mấy nghìn ca dương tính là chỉ có test nhanh đấy chứ. Nhưng mà quy định Bộ Y tế là chúng ta tính F0 mà để tính chế độ cho bệnh nhân phải làm PCR là dương thì chúng ta công bố thế thôi, chứ thực tế ra cái con số chúng ta bị nhiễm nó rất nhiều. Bây giờ có khi ở trong bệnh viện có khi là còn ít F0 hơn ở ngoài cộng đồng ấy. Cho nên là cái chuyện là đừng có nặng nề cái chuyện là làm test dương hay là test âm. Còn chúng ta hiểu rằng là gì? Chúng ta hiểu là tất cả các cái câu chuyện là chất lượng của test là tốt hay là không tốt, chúng ta chỉ đảm bảo được trong phòng lab thôi. Ví dụ bây giờ tiến sĩ Lan đi các phòng lab, tiến sĩ Lan có thể kiểm soát được cái chất lượng của cái phòng lab để nó chạy test đấy nó chuẩn hay là không chuẩn. Nhưng chúng ta không thể đảm bảo được 100% cái câu chuyện là điều dưỡng. Đấy là ý mà em muốn nói ạ. Vâng ạ. Còn cái tiếp dạ. Lời thầy Ngọc, tôi xin phép có một ý kiến ở chỗ này được không ạ? Thực ra thì bởi vì cơ thể con người của chúng ta nó cũng rất là kỳ diệu. Nó cũng không phải là ai cũng giống ai. Không phải là sau 7 ngày hay sau 10 ngày hay sau 1 tháng là tất cả chúng ta đều PCR âm hết, hoặc test nhanh của chúng ta âm hết. Thì đấy là một cái thực tế, là một cái đặc biệt, những cái trường hợp đặc biệt ở trên lâm sàng mà có thể chúng ta sẽ cần phải nghiên cứu kỹ hơn. Không có nghĩa là chúng ta nhìn những cái trường hợp đặc biệt như thế là chúng ta thôi kệ bỏ qua. Tôi cũng nghĩ rằng đây là những cái tình huống khá là đặc biệt. Nó không giống như cái thực hành lâm sàng thông thường của chúng ta. Và cũng xin báo cáo với các thầy cô và các anh chị ở đây thì với bệnh viện ở trường Đại học Y Hà Nội, chúng tôi cũng đang triển khai một cái đề tài, đó là theo dõi cái sự biến thể của virus SARS-CoV-2. Và trong cái phần này thì chúng tôi cũng làm đánh giá cái bộ gen người, đặc biệt là những cái gen quy định về cái đáp ứng miễn dịch của bệnh nhân. Bởi vì trên thực tế lâm sàng chúng ta thấy có những trường hợp bệnh nhân dương tính rất là lâu, với xét nghiệm PCR dương tính rất là lâu với virus SARS-CoV-2 trên 30 ngày, mà thậm chí là CT là thấp, CT dưới 30 và thậm chí là có CT dưới 25. Thì đấy là những cái đối tượng mà chúng tôi đang hướng tới để làm phân tích những cái gen của từng cái cá thể đấy, liệu nó có gì khác biệt với những cái quần thể người thông thường của chúng
ta khoảng 14 ngày là cái kết quả PCR của chúng ta sẽ âm tính. Đấy là thông thường như thế, nhưng có những bệnh nhân kéo rất là dài, trên 30 ngày, và chúng tôi cũng đã gặp một cái trường hợp bệnh nhân là kéo dài phải gần đến 3 tháng và CT của bệnh nhân là thấp, cái kết quả CT của bệnh nhân là thấp dưới 30. Thế thì cũng xin phép một chút là qua cái ngày, nếu mà trong cái quá trình thực hành lâm sàng mà anh chị nào nếu mà gặp những cái trường hợp bệnh nhân có cái kết quả dương tính kéo dài như vậy thì cũng xin bớt chút thời gian liên hệ lại giúp với tôi. Và tôi cũng, đây cũng là một cái phần cũng rất là hay để chúng ta có thể khảo sát tiếp những cái đặc điểm, các cái yếu tố di truyền của những cái nhóm đối tượng này. Thì xin contact lại với tôi để có thể chúng ta có mời được những cái đối tượng đặc biệt này để tham gia vào cái nghiên cứu. Cũng tôi nghĩ là cũng rất là hay và rất là quan trọng. Thì đấy là cái phần mà tôi cũng xin bổ sung thêm và cũng xin thông tin thêm một chút về cái đề tài cấp nhà nước của Bộ Khoa Công nghệ và Bộ Y tế được phê duyệt cho Trường Đại học Y Hà Nội. Xin phép của các thầy cô là đã muộn rồi ạ. Xin phép là cái ý kiến của thầy thầy Ngọc thì cũng đã chốt lại một số cái nội dung của buổi giảng ngày hôm nay cũng như của tiến sĩ Lan. Và chắc là xin phép tiến sĩ Lan là trong thời gian tới cái chương trình mà mentoring, tức là khi đi vào trực tiếp các tỉnh ấy, chắc là cũng phải mời tiến sĩ dành một vài ngày để đi đến hỗ trợ cho một số các anh chị ở trực tiếp ở dưới tuyến tỉnh và các trung tâm y tế. Đó là cái mà chúng tôi mong đợi. Vì giờ thì câu hỏi còn rất nhiều. Và anh chị có sẽ có thì chúng tôi sẽ có những cái nhóm đi trực tiếp vào trong các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai để có thể hỗ trợ được cho các anh chị đặt câu hỏi. Vậy thì xin phép anh chị là đến giờ thì chúng tôi cũng đã xin kết thúc cái buổi giảng chia sẻ. Chúng tôi gọi là buổi chia sẻ của nhóm bác sĩ, nhóm nhân viên y tế đến từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Và cũng xin cảm ơn USAID cũng như là FHI, cái nhóm EPIC đã tạo cơ hội cho chúng tôi được gặp, được chia sẻ các cái nội dung, các cái vấn đề mà phía Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang phối hợp để mục đích là nâng cao chất lượng điều trị và giảm các cái biến chứng và cái tai biến trên nhóm các bệnh nhân COVID. Trước khi kết thúc thì tôi cũng thay mặt nhóm cũng xin cảm ơn tất cả các anh chị đã cùng đồng hành với chúng ta đến thời điểm này. Bây giờ vẫn còn 464 người đang cùng trực tuyến trên Zoom. Ngoài ra có trên gần 500 người tương tác ở trên fanpage của bệnh viện. Và xin phép các anh chị chú ý nhớ thời gian 7 giờ tối ngày thứ hai tuần tới là ngày 17 tháng 1 sẽ bài chia sẻ của bác sĩ Nghĩa Thịnh sẽ chia sẻ liên quan đến quá trình điều trị. Và cái nội dung này thì các anh chị tiếp tục vào cái đường link mà chúng tôi sẽ cố gắng để giảm các cái lỗi kỹ thuật trục trặc như ngày hôm nay. Và hôm nay thì chúng tôi đã nhận được cái phản hồi từ phía đơn vị cung cấp Zoom. Lý do tại sao mà chúng ta không thể sử dụng cái địa chỉ Zoom cũ vì có 100 người thôi. Vì đây là cái lỗi trục trặc kỹ thuật của phía Zoom, họ đang gửi cái incident report cho chúng tôi ạ. Thì thay mặt cho ban tổ chức cũng như các thầy cô xin gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả các anh chị là nhân viên y tế, các anh chị tham gia buổi ngày hôm nay. Chúc các anh chị sức khỏe và đặc biệt cảm ơn các anh chị của phía FHI 360 và đặc biệt là cảm ơn cô chị Nga và hai giảng viên là cô Lan và thầy Ngọc đã chia sẻ dành thời gian rất muộn vào đến thời điểm này ạ. Thì em xin phép là cho kết thúc cái phần nội dung này và các câu hỏi các anh chị tiếp tục gửi về địa chỉ của chúng tôi tập hợp và chuyển lại cho các anh chị và chúng ta vẫn còn cơ hội để có thể gặp nhau trực tiếp và đấy là cách mà chúng tôi mong đợi khi giảng trên Zoom có thể tương tác nhiều hơn. Xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn bộ phận kỹ thuật. Chào thầy và cô ạ. Và cảm ơn các anh chị. Xin cảm ơn ban tổ chức ạ, cảm ơn tất cả các thầy cô, các anh chị đã tham gia vào buổi giảng ngày hôm nay ạ. Chào cả nhà, chúc cả nhà hôm nhiều thai cho cuối tuần vui vẻ ạ. Cảm ơn cô.